Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 2. Bắc Minh, anh không sao chứ? Chúng ta ở nhà nghe nói vua Giang Nam chết rồi, bị một người phụ nữ có lai lịch đáng sợ giết chết. Anh Bắc Minh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cả một nhà ba người đều sốt ruột nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười giải thích, chú Chu, vua Giang Nam quả thực đã chết rồi. Người phụ nữ mà mọi người nói đến chính là sư tỷ của cháu. Sư tỷ của cháu? Trên mặt cả ba người đều lộ vẻ khó hiểu. Diệp Bắc Minh đành phải giải thích, đó là sư tỷ của anh khi học võ nghệ ở núi Côn Luân, còn về lai lịch cùng bối cảnh thân phận thì cũng không giới thiệu quá nhiều. Hóa ra là như vậy. Chu Thiên Hạo gật đầu. Chu Nhược Giai lo lắng nói, nhưng mà, vua Giang Nam cũng chết rồi, anh Bắc Minh anh sẽ không có việc gì chứ, em cảm thấy rất lo lắng. Nhược Giai em yên tâm đi, anh không sao, không có ai có thể động được vào anh cả. Diệp Bắc Minh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ vỗ nhẹ để cô yên tâm. Chu Nhược Giai lúc này mới thở phào một hơi. Diệp Bắc Minh lại tiếp tục hỏi, chú Chu, cái chết của bố mẹ và anh trai cháu, chú biết được tin tức gì không? Chú chỉ biết hai võ giả đó là người bên cạnh của vua Giang Nam, những cái khác thì chú không tra ra được, Chu Thiên Hạo lắc đầu. Xem ra. Chỉ đành phải tìm cách khác thôi, Diệp Bắc Minh nhíu mày, anh không ngờ được, cái chết của bố mẹ mình lại kéo ra nhiều chuyện đến như vậy, cả vua Giang Nam cũng không thoát được. Đúng rồi, chú nhớ là khoảng thời gian lúc bố mẹ cháu mất, vua Giang Nam đi lại với bên gia tộc Kim Lăng rất nhiều, Chu Thiên Hạo bỗng nói. Bên Kim Lăng, Diệp Bắc Minh thoáng giật mình. Chu Thiên Hạo gật đầu, đúng vậy, Bắc Minh, sư tỷ của cháu còn dám giết cả vua Giang Nam, ắt hẳn không phải là người tầm thường. Nếu cháu muốn tiếp tục điều tra, nói không chừng thực sự có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết của bố mẹ cháu. Kim Lăng, được, cháu biết rồi, Diệp Bắc Minh ghi nhớ trong lòng, có thời gian anh sẽ chuẩn bị đi Kim Lăng điều tra một chút. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại của Chu Nhược Giai vang lên, alo, a. Mọi người đến Giang Nam rồi à? Mình, nhà của mình đang có chút việc, hay là thôi vậy? Hả, cái này, để mình suy nghĩ một chút, vẻ mặt Chu Nhược Giai hơi khó xử sau đó ngắt điện thoại. Diệp Bắc Minh thấy vậy thì quan tâm hỏi, Nhược Giai, em sao thế? Bạn học đại học của em đến Giang Nam rồi, còn nói muốn mời em đi ăn cơm, Chu Nhược Giai nói rõ nguyên nhân, trong tình huống này, cô không thực sự muốn tham gia buổi họp lớp này cho lắm, hơn nữa Diệp Bắc Minh trở về, cô còn muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút. Diệp Bắc Minh dường như nhìn ra được nỗi khó xử của cô. Liền cười nói, sao thế, cùng lắm thì anh đi với em. À, thật không, Chu Nhược Giai lập tức trở nên vui vẻ. Anh không phải là vị hôn phu của em à, Diệp Bắc Minh cười nói. Vậy thì tốt quá, em đi thay quần áo, hai mắt Chu Nhược Giai sáng bừng lên, vội vàng chạy về phòng, thay đổi một bộ đồ khác, còn trang điểm nhẹ, nổi bật cả khí chất của mình lên. Lái xe của chú đi đi. Chu Thiên Hạo cười mím chi bước đến. Còn cầm chìa khóa chiếc xe Audi A8 ném sang cho Diệp Bắc Minh. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt Lý Hải Hà lập tức thay đổi, nhìn sang Chu Thiên Hạo nói, ông xã, ông thực sự tính để chúng nó ở bên nhau sao? Sao thế? Chu Thiên Hạo cảm thấy bà xã nhà mình hơi lạ. Từ lúc mà Diệp Bắc Minh bước chân vào căn biệt thự, Lý Hải Hà đã không tỏ vẻ quá nhiệt tình, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Lý Hải Hà nói bằng giọng không mấy dễ chịu, thằng bé Bắc Minh này. Chúng ta nhìn nó khôn lớn, nhưng mà nó có thực sự phù hợp với Nhược Giai không? Vừa mới trở về đã giết người, còn có sư tỷ gì đó của nó nữa, chúng ta gần như không hề quen biết, lại còn giết chết vua Giang Nam. Đó chính là vua Giang Nam đấy, người bình thường như chúng ta làm sao mà dây vào được. Nếu như việc này này bại lộ ra, nhà chúng ta biết phải làm sao? Có khi nào sẽ bị liên lụy không? Lý Hải Hà rất lo lắng nói, kỳ thực. Bắc Minh không trở lại còn tốt hơn, Nhược Giai gả cho Triệu Thái cũng không phải là. Bà ngậm miệng lại. Chu Thiên Hạo giận run lên, chỉ thẳng vào mũi Lý Hải Hà mắng, Triệu Thái cho bà uống thuốc gì à, bà lại nói ra được những lời như vậy. Nếu như con gái gả cho Triệu Thái thì mới đúng là nhảy vào hố lửa. Vậy Diệp Bắc Minh thì sao, Lý Hải Hà tức giận nhìn chằm chằm Chu Thiên Hạo, nó thực sự là con trai của anh em kết nghĩa của ông à. Ông đừng tưởng tôi không biết. Diệp Bắc Phong đúng là con trai của cậu Bảy Diệp, nhưng Diệp Bắc Minh chỉ là đứa nhỏ năm đó được nhặt về.
một đứa con hoang được nhặt về, ông đừng để. Bốp! Chu Thiên Hạo nghe thấy câu này liền vung một cái tát lên mặt Lý Hải Hà, bà ngậm miệng lại cho tôi. Việc này không được nói bừa. Hay lắm, ông đánh tôi, ông vì một đứa con hoang mà đánh tôi. Hu hu hu, Lý Hải Hà uất ức bật khóc. Chu Thiên Hạo lo lắng nhìn quanh bốn phía, sau đó lại chạy đến phía cửa chính, nhìn thấy hai người Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai đã lái chiếc Audi A8 rời đi, bóng chiếc xe đã biến mất khỏi tầm nhìn của biệt thự thì mới thở phào một hơi. Bà còn nói năng linh tinh thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ không chỉ đánh bà, mà còn giết luôn cả bà, hai mắt Chu Thiên Hạo giật giật, còn ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lý Hải Hà. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Thân thế của Bắc Minh, bà còn dám nhắc đến một câu nữa để xem tôi có giết bà hay không. Ông, Lý Hải Hà đần ra, bản thân gả cho Chu Thiên Hạo đã hai mươi mấy năm, mà đối phương lại vì một đứa con hoang mà muốn giết bà ấy. Long Đô, sâu bên trong một trang viên xa hoa nào đó. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ võ hiệp, trông vô cùng uy nghiêm. Một tay ông ta đang nghe điện thoại, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt thay đổi liên tục, được, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, người đàn ông trung niên uy nghiêm mở miệng, bất hối thất bại rồi. Thanh Long và Chu Tước liên thủ với nhau, bị hai vị tông sư bên cạnh Vương Như Yên đánh lui. Bọn họ hình như là người trong môn của lão quỷ Thục Trung. Ở trước mặt ông ta có một người đàn ông nho nhã đang ngồi, trên người ông ta mặc bộ đồ trung sơn, nghe thấy lời này liền khó tin nói, lão quỷ Thục Trung. Ông ta không phải đã chết rồi sao? Thế nào mà ông ta vẫn còn sống? Anh Lăng, tôi nhớ năm đó là anh tự mình dẫn đội, truy sát lão quỷ Thục Trung đi vào trong núi Côn Luân. Người đàn ông uy nghiêm chính là chiến thần Lăng Phong danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc. Chiến thần Lăng Phong lắc đầu, ông ta bỏ chạy vào trong đó, người bên trong. Ông ta trầm mặc một hồi mới nói, tôi cho rằng ông ta sẽ không ra ngoài nữa. Như vậy xem ra, Vương Như Yên đã từng đi vào trong đó, hơn nữa còn ở trong đó mấy năm, người đàn ông trung niên nhíu chặt lông mày, sắc mặt của ông ta mang vẻ nghiêm trọng, nói như vậy thì Diệp Bắc Minh rất có khả năng là một đệ tử của người nào đó trong 99 người kia. 5 năm trước không giết được cậu ta. Bây giờ có muốn giết cũng e là rất khó. Cậu ta giờ đã là tông sư. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Ông ta quay người nhìn về phía chiến thần Lăng Phong, giúp tôi một lần nữa nhé. Nhưng cậu ta là, chiến thần Lăng Phong nhíu mày. Trên gương mặt của người đàn ông trung niên thoáng qua vẻ dằn vặt, sau đó nghiến răng nói, cậu ta không chết, người chết sẽ là tôi, anh cũng biết đó, nếu như để cho bà ta biết được chuyện này thì sẽ không bỏ qua cho tôi. Cho nên, Diệp Bắc Minh buộc phải chết. Chiến thần Lăng Phong từ từ đứng dậy, đi về phía bên ngoài phòng, tôi giúp ông một lần cuối cùng. Sau khi Diệp Bắc Minh chết, chúng ta đừng gặp mặt nữa. Diệp Bắc Minh lái xe đi đến phía trước một đại lý ô tô, nhìn thấy một đám thanh niên ăn mặc sáng chói. Bọn họ ăn mặc trang điểm vô cùng thời thượng, trông như thể những nam thanh nữ tú mới bước ra từ trong quyển tạp chí thời trang. Ấu Ninh. Chu Nhược Giai bước xuống từ bên ghế lái phụ, vẫy tay chào một cô gái. Tô Ấu Ninh, bạn gái thân thiết thời đại học của Chu Nhược Giai. Ánh mắt của mấy thanh niên bên cạnh sáng bừng lên, đẹp quá, trông chẳng khác gì nữ chính trong những bộ phim Hàn Quốc cả. Chu đại mỹ nữ, nghe nói cậu còn không định đến đây, thế là sao đây, ở Giang Nam này cậu chính là chủ nhà đó, mọi người khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến, một người thanh niên trẻ tuổi cười nói. Cậu chủ Lâm của chúng ta còn đang mong được gặp cậu đó. Đúng thế, lúc còn học đại học, cậu chủ Lâm vẫn luôn theo đuổi cậu, mà sao cậu lại không đồng ý chứ? Bây giờ người ta đã đuổi theo đến tận Giang Nam rồi, còn nói lo lắng cậu không có xe nên đặc biệt đến đây mua một chiếc BMW đỏ cho cậu này. Mấy người thanh niên cười ghẹo. Nhược Giai, chiếc xe này tặng cho em, vừa hay làm quà sinh nhật cho em, một thanh niên ở phía đối diện mỉm cười. Anh ta có phong cách ăn mặc rất đúng mực, trên gương mặt treo một nụ cười ấm áp tỏa nắng. Lâm Kiêu, một nhân vật tầm cỡ thời đại học, đàn anh khóa trên vô cùng ưu tú được vô số người mê đắm. Lúc này, Diệp Bắc Minh bước ra từ bên ghế lái. Vị này là... Mấy người nhíu mày, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh là tài xế. Chào mọi người, tôi là bạn trai của Nhược Giai, cũng là vị hôn phu của cô ấy, Diệp Bắc Minh tự giới thiệu. Nụ cười của Lâm Kiêu lập tức cứng đờ, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Nhược Giai, anh ấy thực sự là vị hôn phu của cậu à? Mấy nam thanh nữ tú bên cạnh cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Chu Nhược Giai khi còn học tại trường Đại học Trung Hải là một nhân vật cỡ hoa khôi, không biết có bao nhiêu thanh niên phát cuồng vì cô, Lâm Kiêu chính là một trong số đó. Càng đừng nói đến việc Lâm Kiêu lại là một cậu chủ đẳng cấp của nhà họ Lâm ở Trung Hải. Thân phận như vậy mà Chu Nhược Giai còn chưa nhận lời, một người đàn ông tự xưng là vị hôn phu của Chu Nhược Giai rốt cuộc là có khả năng gì, lại có thể cưa đổ được Chu Nhược Giai chứ? Chu Nhược Giai cười ngọt ngào, đúng vậy, từ nhỏ đã được đính ước rồi. Khóe mắt Lâm Kiêu giật giật, anh ta đưa tay ra với Diệp Bắc Minh, xin chào, tôi tên Lâm Kiêu. Tôi họ Diệp, cất lại ý đồ của anh đi. Diệp Bắc Minh không đưa tay ra để bắt tay với anh ta mà lạnh lùng nhìn người này. Nhược Giai muốn mua xe, tôi có thể mua cho cô ấy, đây là vị hôn thê của tôi, nhớ kỹ, sau này đừng có ý đồ khác, Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Anh dứt khoát gọi một nhân viên của đại lý tới, xe tốt nhất ở đây giá bao nhiêu? Porsche 918, giá bán 8 triệu 500 nghìn tệ, giá lăn bánh là khoảng 10 triệu tệ, nhân viên đáp lời, không hy vọng rằng Diệp Bắc Minh sẽ mua xe thật. Lấy một chiếc, tặng cho vị hôn thê của tôi. Diệp Bắc Minh lấy ra thẻ ngân hàng, dứt khoát cả thẻ. Lần này trước khi xuống núi, sư phụ ném cho anh một tấm thẻ, bên trên có hình kim long, sư tử, sói. Còn có cả chim ưng và gấu đen, không biết là thẻ do ngân hàng nào phát hành. Tinh. Chuyển khoản thành công 10 triệu tệ, trong loa phát thanh của đại lý ô tô vang lên thanh báo, rất nhiều khách hàng và nhân viên đều giật mình thẳng thốt nhìn qua. Ai cũng không ngờ, người ta còn chưa bước chân vào trong cửa của đại lý mà đã dứt khoát mua luôn chiếc Porsche 918 đắt nhất. Nhân viên bán hàng kích động muốn chết, đại lý xe này khác với những đại lý xe chính hãng khác. Vì bên trong nó bán rất nhiều các dòng xe đắt tiền đến từ nhiều thương hiệu, anh ta mới vừa vào làm không đến một tháng mà đã hoàn thành được đơn hàng lớn thế này. Thưa anh, được, được rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị hợp đồng cho anh. Nhân viên bán hàng kích động nhảy cả lên, đến cả giám đốc của đại lý xe cũng đích thân ra đón tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, trung tâm tài chính quốc tế. Phố Uôn của Lang Quốc. Sàn giao dịch chứng khoán của Hùng Quốc, cao ốc tài chính của Ưng Quốc, cao ốc thương mại Hương Đảo của Long Quốc, đồng thời sục sôi. Bọn họ cùng lúc nhận được một tin báo. Tấm thẻ đó có người dùng rồi, người đó trở lại rồi. Cái gì? Ở đâu? Long Quốc, bị ca 10 triệu tệ. Cái gì? 10 triệu, lại chỉ có 10 triệu thôi. Mau sai người đi điều tra, rốt cuộc là có chuyện gì? Xem có phải là vị người đỡ đầu đó không, các ông lớn trong lĩnh vực tài chính của các quốc gia đều chấn động, nếu như người đó trở lại, giới tài chính trên cả thế giới đều sẽ phải sắp xếp lại. Anh có ý gì, tôi tặng cho Nhược Giai một chiếc BMW chỉ là vì tình cảm bạn học nhiều năm thôi, Lâm Kiều mất hết mặt mũi. Diệp Bắc Minh buồn cười nói, mọi người đều là người lớn cả, cần tôi phải nói toạc ra không? Anh! Lâm Kiều tức đến đỏ bừng cả mặt. Anh ta làm thế nào cũng không ngờ được, Diệp Bắc Minh lại nói thẳng vào mặt mình câu này. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Mấy nam thanh nữ tú người nọ nhìn người kia. Người bạn trai này của Nhược Giai rốt cuộc là người thế nào vậy? Lắm tiền thế, trong lòng Tô Ấu Ninh thầm nghĩ. Trong mắt mấy thiếu nữ lúc nhìn về phía Diệp Bắc Minh cũng mang đầy vẻ hứng thú. Vừa vung tay đã là 10 triệu tệ, rõ ràng không phải là người bình thường. Được rồi. Được rồi, đều là hiểu lầm thôi. Tô Ấu Ninh vội vàng đứng ra giảng hòa. Những người khác cũng lần lượt nói. Đều là hiểu lầm, chúng tôi còn tưởng là Nhược Giai vẫn độc thân chứ. Đúng vậy đó, nếu như đã có vị hôn phu, vậy sao không nói sớm chứ? Nhược Giai, vị hôn phu này của cậu có thực lực đó nha. Mấy người vừa nói vừa che đi bầu không khí ngượng ngùng. Đi thôi. Lâm Kiều Anh không phải đã đặt chỗ tụ tập từ sớm rồi sao, Tô Ấu Ninh mỉm cười nói. Đúng đó, mau đi đến chỗ tụ tập đi. Nghe nói là một sơn trang không tồi đúng không? Mấy thiếu nữ bắt đầu nổi hứng. Lâm Kiều liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái rồi gật đầu nói. Là trang viên quốc tế Cẩm Viên, một khu lâm viên kiểu Giang Tô, rất nổi tiếng ở Giang Nam. Tổng giám đốc Lâm của quốc tế Cẩm Viên có quen biết với mẹ của tôi. Lâm viên này bình thường chỉ tiếp đón những quan chức hoặc những người có thân phận cao quý.
Người bình thường muốn vào đó thì hầu như là không thể, cho dù bản thân có gia tài tỷ tệ cũng chẳng đủ tư cách. Lâm Kiêu vừa nói, gương mặt vừa mang vẻ kiêu ngạo. Anh ta khinh miệt quét mắt sang phía Diệp Bắc Minh, có đôi khi, có tiền cũng không có nghĩa là có tất cả. Cần có quyền, có mối quan hệ xã hội, có địa vị, tài năng mới có chỗ đứng trong xã hội. Thế giới này được nắm giữ bởi các thế gia và sĩ tộc. Như bốn đại gia tộc của Kim Lăng, nhà họ Giả, nhà họ Sử, nhà họ Vương, nhà họ Tiết, đều là thế gia. Nhà họ Lâm tôi ở Trung Hải, nhà họ Triệu ở Giang Nam v.v. đều là sĩ tộc. Cho dù là nhóm người Mã Tiểu Vân, Mã Hiểu Đằng có trong tay mấy chục tỷ thì đã sao? Năm đó, trong buổi tiệc tối của thế gia Trung Hải, Mã Tiểu Vân và Mã Hiểu Đằng cũng đều phải ngồi ở ngoài cửa ăn cơm. Lại như gần đây có một vị chủ tịch Trương Nhất Minh rất nổi tiếng, muốn gặp mặt chủ nhân của nhà họ Tiết tại Kim Lăng cũng đều phải đặt lịch hẹn trước 3 tháng. Lâm Kiêu nói chuyện đâu ra đấy, như thể sự tự tin khi nãy bị Diệp Bắc Minh dùng 10 triệu tệ đả kích đã được lấy lại trong chớp mắt. Câu chủ Lâm nói đúng đó. Thế giới này không chỉ có tiền là được. Quyền lực, mối quan hệ xã hội, nền tảng mới là quan trọng nhất. Mấy người thanh niên đều gật đầu, cực kỳ cho là đúng. Đúng rồi, Lâm Kiều Anh vừa nói đến sĩ tộc họ Triệu của Giang Nam, không biết mọi người có từng nghe qua không, bỗng nhiên một cô gái chuyển chủ đề nói. Sĩ tộc họ Triệu làm sao? Mấy người đều mang vẻ nghi hoặc nhìn qua. Nhà họ Triệu đó bị diệt môn rồi. Đúng vào ngày hôm nay, cô gái kia nói. Cái gì? Mọi người đều giật mình. Lâm Kiêu nhíu nhíu mày, anh ta đương nhiên có nghe nói đến nhưng cũng không chắc chắn. Còn nghe nói vua Giang Nam gì đó cũng chết rồi, bị một người phụ nữ giết chết, cô gái kia lại nói tiếp. Cái gì? Vua Giang Nam chết rồi? Không phải chứ? Thật hay giả vậy? Nhà họ Triệu thì bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng tin về vua Giang Nam thì lại như sấm nổ bên tai. Nhân vật ghê gớm tầm cỡ. Vua Giang Nam thế mà lại chết rồi. Tại sao không thấy có tin tức báo ra, có người hỏi. Lâm Kiêu lắc đầu, đây là việc đại sự rúng động, không có nhiều khả năng sẽ được xuất hiện trên báo chí hay truyền hình, đa phần là tin tức đã bị phong tỏa rồi. Mấy người đều không phải là người ở Giang Nam mà đều từ Trung Hải tới. Tình hình bên này bọn họ chỉ biết được mang máng. Nghe được những thông tin vỉa hè mà thôi, tin tức thực tế nắm được chẳng là bao nhiêu. Việc Chu Nhược Giai bị uy hiếp phải đính hôn với Triệu Thái, cô ấy cũng không nói với ai, bao gồm cả Tô Ấu Ninh, nên bọn họ đều không biết được tình tiết câu chuyện. Càng không biết được, nhà họ Triệu là do Diệp Bắc Minh diệt sạch, vua Giang Nam cũng chết do anh. Tôi biết vua Giang Nam là một nhân vật lớn, lúc đầu khi tôi ở Trung Hải còn từng ăn cơm với ông ta, không ngờ được lại chết như vậy. Lâm Kiêu than thở, có chút cảm khái. Tranh đấu quyền lực, chẳng có gì đáng để đàm luận, phong thủy luân chuyển tuần hoàn mà thôi. Rốt cuộc là ai giết chết vua Giang Nam, thật sự có người như vậy sao? Nhóm nam thanh nữ tú này đều không kìm được mà run sợ. Chu Nhược Giai không nén được liếc mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh. Bọn họ mà biết nhà họ Triệu là cho anh Bắc Minh diệt sạch. Vua Giang Nam chết do anh Bắc Minh thì sẽ có biểu cảm thế nào đây, Chu Nhược Giai thầm nghĩ trong lòng. Tiếp sau đó, mấy người xuất phát đi thẳng đến trang viên quốc tế Cẩm Viên. Đây là một lâm viên kiểu Giang Tô vô cùng xa hoa, có hồ nước lát đá, có núi cao cùng dãy tùng bách, chỉ riêng một loại thôi đã có giá trị bằng cả một căn nhà. Những cây tùng giống lạ với những hòn đá đặc biệt ở bên trong trang viên quốc tế Cẩm Viên chỉ là đồ trang sức mà thôi. Lúc mấy người đến được trang viên quốc tế Cẩm Viên, vừa đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ của hãng Chanel với chân váy bút chì ngắn bước ra từ chiếc xe Mercedes. Đây chính là Tổng Giám Đốc Lâm của quốc tế Cẩm Viên. Đây là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô Lâm, trùng hợp vậy ạ, cô cũng vừa hay ở đây, Lâm Kiêu chào hỏi. Lâm Nhan hơi ngẩn ra, nhận ra Lâm Kiêu, là con trai của bản thân mình, Lâm Kiêu, là cháu à, sao lại rảnh đến đây chơi? Cô Lâm, cô đúng là quý nhân thì hay quên, cháu không phải đã đặt trước rồi sao, nói là hôm nay sẽ đến, Lâm Kiêu cười đầy lễ nghĩa đáp. Được, các cháu thanh toán ở đây sẽ đều được giảm 20%. Lâm Nhan vừa nói xong, ánh mắt liếc qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh đứng bên cạnh Chu Nhược Giai, cơ thể thon gọn bỗng run lên. Ông trời ơi, sao cậu ta lại đến đây? Cô Lâm, cô làm sao thế?
Lâm Kiều phát giác ra được Lâm Nhan có chút không bình thường. Đồng tử trong đôi mắt đẹp của Lâm Nhan co lại, vội vàng lắc đầu nói, không. Không có gì. Lại âm thầm liếc mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh, cô ta lập tức nói, được rồi, hôm nay các cháu ở đây chơi thoải mái, tất cả chi phí đều được miễn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cái gì? Đến Lâm Kiều cũng phải giật mình, mặt mũi của anh ta có thể được giảm 20% đã là rất cao rồi. Lâm Nhan thế mà lại cho miễn phí hoàn toàn. Tô Ấu Ninh cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi quay đầu nhìn lại, đúng về hướng mà Lâm Nhan lúc nãy nhìn qua. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì anh ấy, Tô Ấu Ninh thầm nghĩ trong lòng. Những nam thanh nữ tú khác có mặt ở đó cũng không kiềm được quay đầu lại nhìn, sau khi thấy là Diệp Bắc Minh thì đều có chút bất ngờ. Nào nào nào, mọi người đừng đứng ngẩn ra đây nữa, cùng nhau vào trong đi. Lâm Nhan mời tất cả bọn họ đi vào bên trong trang viên quốc tế Cẩm Viên. Đúng vào lúc mọi người đang chuẩn bị bước vào bên trong thì có một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, chặn lại lối vào, không cho bọn họ đi qua. Cho dù Lâm Nhan có là chủ nhân của trang viên quốc tế Cẩm Viên thì cũng bị chặn lại. Mấy người làm gì vậy? Không nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lâm ở đây sao? Dựa vào cái gì mà chặn chúng tôi lại? Nhóm thanh niên có chút không phục. Lâm Nhan lại lắc đầu bảo mọi người đừng nói gì nữa. Tất cả mọi người đều hơi khó hiểu. Lúc này, ở trước cửa chính của trang viên quốc tế Cẩm Viên bỗng xuất hiện một ông lão và một cô gái. Ông lão ngồi trên xe lăn, tinh thần có vẻ rất tốt, chỉ là trên hai chân đắp một tấm da hổ. Cô gái kia mặc một bộ sườn xám, vóc dáng yểu điệu, đang đẩy xe lăn cho ông lão đi về hướng bên ngoài cửa chính. Tiểu thư Hàn Nguyệt. Lâm Kiêu giật mình. Hàn Nguyệt, là ai vậy? Nhóm bạn học của Chu Nhược Giai đều có chút tò mò. Thế gia của Trung Hải, trưởng tôn nữ của nhà họ Hàn, Lâm Kiêu giải thích. Là nhà họ Hàn đó sao? Nhóm người Tô Ấu Ninh đều không nhịn được tặc lưỡi. Nhà họ Hàn chính là thế gia hàng đầu của Trung Hải, Hàn Nguyệt lại là viên minh châu trong lòng bàn tay của nhà họ Hàn, cô ta sao lại đến đây? Đợi chút, Hàn Nguyệt vậy mà lại ở Giang Nam. Như vậy ông lão đang ngồi trên xe lăn kia là ông cụ của nhà họ Hàn, Hàn Kim Long, có người thấp giọng nói. Đồng tử trong mắt của tất cả mọi người đều co lại, lập tức đoán ra được thân phận của người ngồi trên xe lăn. Đừng nói linh tinh. Lâm Nhan vội vàng quát một câu, đè thấp giọng nói, cẩn thận rước chuyện vào người, đừng đùa cợt ở đây, lời không nên nói thì đừng nói, cái không nên nhìn thì đừng nhìn. Nhóm nam thanh nữ tú này vội vàng cúi thấp đầu xuống. Nhà họ Hàn ở Trung Hải là nhân vật cực lớn, là một gia tộc hàng đầu danh xứng với thực ở Trung Hải. Nhà họ Hàn này rất mạnh à, Diệp Bắc Minh hiếu kỳ hỏi. Rất mạnh đó, một nhà họ Hàn có thể so được với bốn thế gia lớn của Kim Lăng, Chu Nhược Giai nhỏ giọng đáp. Ồ, vậy à? Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Ông nội, trong một tháng này tinh thần ông đã tốt lên nhiều, nếu như lại đến đây nghỉ ngơi dưỡng sức thêm vài lần. Bệnh của ông sớm muộn gì cũng sẽ khỏi hẳn, tiếng nói cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc của Hàn Nguyệt truyền ra. Mong là vậy, Hàn Kim Long mỉm cười. Bỗng nhiên một tiếng nói truyền đến. Ông nếu cứ tiếp tục như vậy, không những không khỏi được bệnh mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện trường bỗng lặng phát. Xoạt. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh. Anh, nói năng linh tinh gì đó, Tô Ấu Ninh kinh hãi. Cho dù lai lịch của Diệp Bắc Minh có lớn hơn nữa thì cũng có thể gây chuyện được với nhà họ Hàn ở Trung Hải sao? Càng đừng nói đụng đến ngay ông cụ Hàn Kim Long. Mấy người bạn học cũng đầy mặt kinh hãi, không ngờ được Diệp Bắc Minh lại đột ngột lên tiếng. Thằng nhóc, anh muốn chết hả? Ông cụ Hàn Kim Long cũng dám trụ ẻo, Lâm Kiều suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Anh ta còn đang nghĩ, làm thế nào để lấy lại được mặt mũi, dạy dỗ cho Diệp Bắc Minh một trận ra trò. Bây giờ xem ra, không cần nữa rồi. Diệp Bắc Minh dám trụ ẻo ông cụ Hàn như vậy, đến vì sao mình chết còn không biết nữa là. Giê-xu cũng không cứu được anh. Thậm chí, đến cả gia đình giàu sổi của anh cũng phải bị liên lụy theo. Lâm Nhan mặc dù bị dọa cho hết hồn, nhưng nghĩ lại, Diệp Bắc Minh là người mà đến vua Giang Nam cũng chẳng biết sợ, liền thấy yên tâm hơn. Hàn Kim Long nhìn qua, bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại. Áp lực của mọi người đều cực kỳ lớn. Dù là Chu Nhược Giai cũng cảm thấy căng thẳng nắm chặt lấy tay của Diệp Bắc Minh.
Cậu trai trẻ, cậu nói cái gì? Hàn Kim Long không giận mà uy. Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Xin lỗi ông nội tôi ngay, khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt sa sầm, giọng nói lạnh băng. Diệp Bắc Minh dáng vẻ đúng mực, bình tĩnh nói. Đôi chân này của ông trước đó từng bị gãy. Bây giờ, bị tổn thương đến gân mạch, mỗi lần vào lúc nửa đêm 3 giờ sáng sẽ đau đớn khoảng 15 phút. Mỗi lần đến mùa đông, đều sẽ đau đớn vô cùng, nhưng theo như tình hình hiện tại thì chưa từng dùng thuốc. Tôi đoán, có lẽ ông chưa từng nói cho người khác biết, những năm gần đây đều tự chịu đựng cơn đau một mình. Nhưng mà, bây giờ đã là tháng 6 rồi, trên chân ông còn đắp tấm da hổ, khí nóng không thể khuếch tán ra ngoài, nhiều nhất là 1-2 tháng nữa, đôi chân này sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác. Diệp Bắc Minh nói một lèo. Sâu trong đáy mắt của Hàn Kim Long thoáng lóe lên vẻ bất ngờ. Những gì Diệp Bắc Minh nói vậy mà lại đúng hết. Nhưng, ông ta lại không hề để lộ ra biểu cảm gì. Nói nhăng nói cuội, quỳ xuống, xin lỗi ông nội tôi ngay, Hàn Nguyệt quát lên một tiếng. Một trường năng lượng bỗng nhiên ập đến. Nhóm người Lâm Kiêu và Tô Ấu Ninh bị dọa cho run rẩy lùi về phía sau mấy bước. Chu Nhược Giai thì trốn ở phía sau lưng Diệp Bắc Minh. Khí thế của đại tiểu thư đứng đầu nhà họ Hàn ở Trung Hải khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đợi chút, để cậu ta nói tiếp, Hàn Kim Long lắc đầu, ngăn Hàn Nguyệt lại. Ông nội! Hàn Nguyệt giật mình. Diệp Bắc Minh tiếp tục hỏi, gần đây ông từng ăn nhân sâm. Ha ha, biết chúng tôi là người của nhà họ Hàn, cũng biết nhân sâm là một loại thuốc bổ đắt đỏ, cho nên mới đoán ông nội tôi từng ăn nhân sâm. Anh đây khác gì mèo mù vớ phải cá rán, đoán bừa thôi à, Hàn Nguyệt lạnh lùng châm chọc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, từ giờ trở đi, đừng ăn nhân sâm. Nếu không, đôi chân này của ông sẽ hoàn toàn bỏ đi. Nếu như phát bệnh, lấy châm bạc châm vào huyệt dũng tuyền 1 tấc 3 phân, huyệt côn luân 2 tấc, huyệt phi dương 0.5 tấc là có thể giảm đau. Ha ha, cậu thanh niên, tôi có thầy thuốc tốt nhất, nếu như chỉ đơn giản như vậy thì đã tốt, Hàn Kim Long cười lắc đầu. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, ông nội, tên nhóc này chỉ đang nói nhăng nói cuội. Quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Thôi bỏ đi, một thanh niên trẻ mà thôi, ai chưa từng có tuổi trẻ chứ, Hàn Kim Long lắc đầu. Sau khi nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh một cái mới bảo Hàn Nguyệt đẩy ông ta đi lên chiếc xe 7 chỗ tiện nghi, sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi Hàn Kim Long và Hàn Nguyệt rời đi, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Tên nhóc họ Diệp kia, anh có biết suýt chút nữa là anh hại chết chúng tôi rồi không? Lâm Kiêu rất phẫn nộ, chỉ thẳng vào mũi Diệp Bắc Minh hỏi. Bốp! Diệp Bắc Minh vung một cái tát tát cho anh ta ngã lăn ra đất, đừng có dùng tay chỉ vào tôi, đây là lần đầu tiên. Nể tình anh là bạn học của Nhược Giai, tôi tha cho anh lần này. Anh! Lâm Kiêu tức muốn chết, bàn tay ôm mặt, dùng ánh mắt đầy phẫn hận nhìn Diệp Bắc Minh. Tinh! Đúng vào lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh truyền đến âm báo của tin nhắn. Anh mở điện thoại ra xem, sắc mặt thoát cái thay đổi. Một dòng tin nhắn hiển thị, trong vòng 3 tiếng, đến Sơn Trang Long Hồ ở Kim Lăng, nếu không, Vương Như Yên sẽ chết. Sư tỷ gặp nguy hiểm. Diệp Bắc Minh giật mình, vội vàng gọi vào số điện thoại của Vương Như Yên, quả nhiên là điện thoại đã tắt máy. Vừa nghĩ đến thập sư tỷ gặp nguy hiểm, Diệp Bắc Minh không hề do dự, anh lao thẳng lên chiếc xe Audi A8 mà không hề ngoảnh đầu lại. Chân đạp mạnh ga, lập tức lái như bay về phía Kim Lăng. Lâm Kiêu gào lên một câu về phía Diệp Bắc Minh, thằng nhóc họ Diệp kia, anh chờ đó, chúng ta chưa xong chuyện với nhau đâu. Hai ông cháu Hàn Kim Long và Hàn Nguyệt đi đến sân bay quốc tế của Giang Nam, chuẩn bị ngồi máy bay trở về Trung Hải. Vừa mới ngồi xuống ghế trên chiếc máy bay tư nhân. Hàn Nguyệt không nhịn được nói, ông nội, vì sao ông lại khách sáo với người kia như thế? Cháu thấy anh ta biết được thân phận của chúng ta, nói ra những lời đó chính là vì muốn thu hút sự chú ý của ông. Hàn Nguyệt chua môi, với thân phận địa vị của ông, mối quan hệ xã hội và quyền thế của nhà họ Hàn. Một câu nói là đã có thể khiến cho anh ta bớt phải phấn đấu 30 năm rồi. Loại người này, cháu thấy nhiều rồi. Hàn Nguyệt nói đâu ra đấy, cô ta đã tự gắn mác lên người của Diệp Bắc Minh. Nguyệt Nhi, vấn đề của cháu chính là có quá nhiều thành kiến, người thanh niên này rất không đơn giản, Hàn Kim Long mỉm cười lắc đầu. Hừ, có cái gì mà không đơn giản, vẻ mặt Hàn Nguyệt đầy khinh thường. Hàn Kim Long bình thản nói, chẳng lẽ cháu không phát hiện.
Sau khi tất cả những người có mặt ở đó biết được thân phận của ông, đều vô cùng cung kính, chỉ có người thanh niên kia còn dám đánh giá bệnh tình của ông. Anh ta chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của ông, Hàn Nguyệt lắc đầu. Sai rồi. Hàn Kim Long thở dài, thuật nhìn người của cháu vẫn còn kém một chút. Sự bình tĩnh mà người thanh niên này biểu hiện ra không phải là cố tình giả bộ. Hơn nữa cái gì, Hàn Nguyệt tò mò. Không có gì, Hàn Kim Long khẽ mỉm cười. Hàn Nguyệt thấy ông nội mình không chịu nói, liền lấy một miếng nhân sâm ở bên trong cái túi luôn đeo bên người ra ngâm vào nước. Khí huyết của ông nội bị tổn thương nghiêm trọng, mỗi ngày đều cần phải uống nước ngâm nhân sâm. Còn về việc mà Diệp Bắc Minh dặn dò, đừng tiếp tục uống nhân sâm nữa. Cô ta hầu như không để vào tai. Hàn Kim Long nhìn tách trà ngâm miếng nhân sâm, do dự một chút, lời của người thanh niên kia rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là giả, thì vì sao cậu ta lại biết được bệnh tình của mình? Nếu như là thật, nhân sâm này có phải là không nên tiếp tục uống nữa? Ông nội, ông vẫn tin lời nói của anh ta là thật à, nhân sâm này ngâm với nước, ông đã uống cả hơn nửa năm rồi, đây là đơn thuốc của thần y lĩnh Nam kê đó, Hàn Nguyệt chu môi. Cũng phải. Hàn Kim Long cười gật đầu, lời của một thanh niên trẻ tuổi, chẳng lẽ còn hơn cả của thần y lĩnh Nam. Một tách trà nhân sâm đổ vào bụng, sắc mặt của Hàn Kim Long hồng nhuận hơn mấy phần. Bên trong bụng, có một luồng hơi ấm tràn qua, vô cùng thoải mái. Nhưng một giây sau, sắc mặt của Hàn Kim Long bỗng nhiên thay đổi, đau đớn ôm chặt lấy bụng mình, mồ hôi từng giọt chảy ra trên trán, vô cùng đau đớn cuộn người lại trên sofa. Ông nội, ông bị làm sao thế, Hàn Nguyệt kinh hoàng. Đau, đau bụng, nước nhân sâm này. Có vấn đề, Hàn Kim Long nhe răng trợn mắt, gương mặt già nua đau đớn đến mức biến dạng. Hàn Nguyệt kinh hoàng kêu lên, sao lại thế được, nước nhân sâm này ông đã uống mấy tháng rồi. Đều là nhân sâm già hái từ núi Trường Bạch, là do chú quân tự dẫn người đi hái về mà. Nhân sâm này không thể có vấn đề được. Hàn Nguyệt bỗng hoang mang. Cô ta vội vàng gọi bác sĩ đến. Một người đàn ông trung niên lưng đeo hộp thuốc vội vàng xuất hiện kiểm tra tình trạng của Hàn Kim Long. Biểu hiện của ông cụ là do khí huyết quá nhiều, khí huyết va chạm với kinh mạch, cho nên mới đau đớn như vậy. Người đàn ông trung niên giải thích, ông ta vội vàng nghĩ cách để giảm bớt cơn đau cho Hàn Kim Long. Nhưng đáng tiếc là tay nghề không cao nên hầu như chẳng có tác dụng gì. Thuốc giảm đau, châm cứu đều không có chút xíu tác dụng nào. Không được, luồng khí huyết này giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Chuyện này là sao, người đàn ông sốt ruột đi vòng vòng. Ông ta đã hành nghề y 30 năm nhưng chưa từng gặp phải tình trạng này. Hàn Nguyệt đầy vẻ lo lắng sốt ruột, bác sĩ Tống, ông là cao đồ của thần y Linh Nam, mau nghĩ cách đi. Hàn tiểu thư, tôi cũng chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, Tống Hải Sương lắc đầu, tay cầm khăn lau mồ hôi vã ra như mưa trên trán. Cái gì, ông cũng không biết. Gương mặt nhỏ của Hàn Nguyệt trắng bệch. Bác sĩ Tống, lấy châm bạc đâm vào huyệt Dũng Tuyền một tấc ba phân, huyệt Côn Luân hai tấc, huyệt Phi Dương nửa tấc xem sao, Hàn Kim Long cố nén cơn đau đớn nói. Ông nội. Hàn Nguyệt giật mình ngạc nhiên. Đây không phải là mẹo của người thanh niên nói nhăng nói cuội kia sao? Ông cụ, ông biết được phương pháp này từ đâu vậy? Tống Hải Sương ngẩn ra, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Hàn Kim Long lắc đầu, nén đau, không có thời gian giải thích, ông cứ thử trước đi. Được. Tống Hải Sương thấy Hàn Kim Long kiên quyết thì không nói thêm gì nữa. Ông ta nhấc tay dứt khoát hạ châm. Hoàn toàn dựa theo ba huyệt vị mà Diệp Bắc Minh nói, không hề sai lệch chút nào. Đến khi cây châm thứ ba cắm xuống, cảm giác về cơn đau đớn bên trong người Hàn Kim Long lập tức dừng lại. Không đau nữa rồi. Hàn Kim Long ngẩn ra. Cái gì? Hàn Nguyệt cũng trợn tròn đôi mắt đẹp, gương mặt xinh xắn mang đầy vẻ khó tin. Đợi chút. Đôi mắt già nua của Hàn Kim Long bỗng nhiên sáng rực lên. Một cảnh tượng không ngờ được bỗng xuất hiện. Ông ta run rẩy cử động đôi chân mình. Sau đó từ từ đứng dậy. Ông nội. Hàn Nguyệt ngạc nhiên hô lên một tiếng, suýt chút nữa bật khóc, đôi mắt đẹp đỏ ửng. Ta đứng lên được rồi. Hàn Kim Long cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Không dám tin. Ông ta đã liệt 5 năm nay rồi, chỉ có thể ngồi trên xe lăn qua ngày. Chỉ dựa theo phương pháp châm cứu của Diệp Bắc Minh, liên tiếp châm 3 lần.
lại có thể đứng lên được rồi. Ông cụ, ông Tống Hải Xương cũng giật mình bàng hoàng không thôi, trợn tròn hai mắt suýt chút nữa là hóa đá. Y thuật của mình từ lúc nào lại tài ba thế này? Không thể nào. Ha 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 ha. Hàn Kim Long ngửa mặt lên trời cười, cực kỳ kích động, ông ta nhìn về phía Hàn Nguyệt dặn dò, Nguyệt Nhi, mau, cháu lập tức quay về Sơn Trang Quốc tế Cẩm Viên, nhất định phải tìm được người thanh niên kia. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải đưa cậu ta đến gặp lão phu, bất luận phải trả bao nhiêu tiền. Được, ông nội, cháu lập tức đi ngay, Hàn Nguyệt xúc động gật đầu. Cô ta biết ông nội có thể đứng lên được thì điều đó có nghĩa là gì? Đối với nhà họ Hàn ở Trung Hải mà nói, đây chính là một tin vui vô cùng lớn. Tốc độ lái xe của Diệp Bắc Minh cực nhanh, vốn dĩ quãng đường phải mất 3 tiếng đồng hồ, thì chỉ 2 tiếng anh đã đến kịp Kim Lăng. Sơn Trang Long Hồ rất nổi tiếng ở Kim Lăng, chỉ tùy ý hỏi một ai đó là biết được vị trí cụ thể ngay. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở ngay giữa trung tâm Long Hồ, được xây dựng thành một tòa sơn trang, ngoại trừ các quan chức cấp cao và người hiển quý ra. Người bình thường không có tư cách lên đảo. Lúc này, đúng vào nửa đêm, mấy ngư dân đánh cá xong đang chuẩn bị thu lưới về nhà. Lão Trương, thu hoạch hôm nay thế nào? Một ngư dân trong số đó nói. Lão Trương không trả lời, mà chỉ đứng ở trên thuyền cá, ngạc nhiên nhìn về một phía, thần. Thần tiên cái gì? Ngư dân đang nói chuyện đầy vẻ kỳ quái, sau đó nương theo ánh mắt của Lão Trương nhìn qua. Bỗng giật thót mình. Hai tròng mắt như muốn lọt ra ngoài. Chỉ thấy, một bóng người dẫm trên một cành cây lướt đi trên mặt nước. Sau lưng người đó văng lên một làn sóng nước cao đến 10 mét, người đó vậy mà lại đang đạp trên mặt nước hồ. Người này, chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đến được Long Hồ, không tìm thấy thuyền cá nào, cho nên mới nhặt một cành cây, dùng chân khí đẩy cành cây đi về phía đảo. Sau khi lên đảo, Diệp Bắc Minh rất dễ dàng tìm được cửa chính của Sơn Trang Long Hồ, mấy chục cái camera an ninh đều nhắm thẳng về phía anh, cũng biết được anh đã đến đây. Tôi đến rồi, sư tỷ của tôi ở đâu? Diệp Bắc Minh quát lớn, âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm, vang vọng khắp cả Sơn Trang Long Hồ. Người trong Sơn Trang đều kinh ngạc, một người đàn ông trung niên xông vào phòng giám sát, ngạc nhiên nhìn hình ảnh trong camera, tôi cho cậu ta 3 tiếng thế mà cậu ta lại tới nhanh như vậy. Đợi đã, cậu ta lên đảo bằng cách nào? Trích xuất camera trên hồ tôi xem. Người đàn ông trung niên nói. Người trong phòng giám sát lập tức trích xuất video trên mặt hồ ra. Không xem không biết, vừa thấy đã giật mình. Gần như tất cả mọi người trong phòng giám sát đều kinh ngạc đến ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Bắc Minh thế mà đạp lên trên một nhánh cây trôi tới. Nói đúng hơn là dùng một tốc độ còn nhanh hơn cano lao đi. Tên nhóc đó, khóe mắt người đàn ông trung niên giật giật, lạnh lùng bảo, chuẩn bị rượu độc cho tôi, mở cửa ra để cậu ta vào. Ông ta vừa nói xong, cánh cửa sắt lớn của Sơn Trang Long Hồ lập tức mở ra. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, lúc này mặt trời đã xuống núi, màn đêm dần buông. Xung quanh sáng lên những ngọn đèn chói mắt, đủ loại đèn pha rọi thẳng về phía anh khiến người ta khó mở mắt ra nổi. Diệp Bắc Minh lại chẳng hề sợ hãi. Nhanh chóng bước vào Sơn Trang Long Hồ. Đằng trước nhanh chóng xuất hiện một vài lực lượng vũ trang. Bọn họ dẫn Diệp Bắc Minh băng qua vườn hoa rồi đi vào trong một cái đại sảnh. Xung quanh đâu đâu cũng là những người đàn ông vác súng trên vai, trang bị tận răng. Người đàn ông trung niên trong phòng giám sát xuất hiện, dưới sự bảo vệ của một đám binh lính cầm súng đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Là ông. Khi Diệp Bắc Minh nhìn thấy ông ta thì trong mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Ông ta chính là tên võ giả thứ hai giết vào nhà họ Diệp ở năm đó, cũng là một trong những kẻ giết bố mẹ và anh hai. Hồng Ngũ, chủ nhân của Sơn Trang Long Hồ. Võ giả cấp thiên. 5 năm trước, ông ta và một gã tay sai bên cạnh vua Giang Nam đã cùng nhau giết vào nhà họ Diệp. Cái chết của cậu Bảy Diệp, Chu Hương Liên, Diệp Bắc Phong đều có liên quan đến ông ta. Ông ta có đốt thành cho thì Diệp Bắc Minh vẫn nhận ra được. Là tôi. Không ngờ mới 5 năm mà thực lực của cậu đã khiến người ta kiêng kỵ như vậy. Lướt sóng mà đến, dùng chân khí đúng không? Cậu là tông sư võ đạo rồi à? Hồng Ngũ nghiêm nghị hỏi. Nhà họ Triệu đã bị tiêu diệt, vua Giang Nam đã chết. Nhóc con, cậu đúng là khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Hèn gì,
5 năm trước có người muốn giết cả nhà cậu. 5 năm sau, lại có người bỏ ra 1 tỷ để mua mạng của cậu. Hồng Ngũ lắc đầu, cậu biết không, ở Long Quốc, giết một vị tông sư cũng chỉ cần 100 triệu mà thôi. Cậu có tài đức gì mà trị giá cả 1 tỷ? Ai muốn giết tôi, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đi. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết hả? Hồng Ngũ cười, mấy trăm cái họng súng lập tức chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh. Dù Diệp Bắc Minh là tông sư thì dưới mấy trăm khẩu đồng loạt nổ súng cũng phải bị bắn thành cái sàng. Nếu là cổ đại thì võ giả cấp tông sư có thể nói là vô địch. Có thể lấy đầu tướng địch giữa mấy chục ngàn quân. Nhưng ở xã hội hiện đại, dưới mưa bom bão đạn thì võ giả cấp tông sư cũng phải ngỏm củ tỏi. Sư tỷ của tôi đâu? Diệp Bắc Minh hỏi. Ha ha ha, người phụ nữ đó à? Hồng Ngũ nhàn nhạt liếc Diệp Bắc Minh, chỉ vào bàn trà bên cạnh, bên trên đặt một ly rượu độc, uống nó, tôi sẽ cho cậu biết Vương Như Yên ở đâu. Được. Diệp Bắc Minh không hề chần chờ, dứt khoát bước tới, bưng ly rượu độc lên uống một hơi cạn sạch. Cậu cũng không hỏi đó là cái gì hả? Lông mày Hồng Ngũ giật giật, cảm thấy hơi khó tin. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt đáp, đơn giản là rượu độc hay độc dược gì thôi. Thông minh, tiếc là cậu cũng rất ngu, Hồng Ngũ thương hại nhìn Diệp Bắc Minh nói. Vương Như Yên có thân phận cỡ nào, sao tôi có thể đụng vào cô ta chứ? Tôi chỉ là mua hacker, phá hủy sim điện thoại của Vương Như Yên khiến cậu không gọi được cho cô ta mà thôi. Hồng Ngũ hài hước liếc Diệp Bắc Minh, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Không ngờ, cậu quan tâm quá sẽ loạn, vậy mà lại tin Vương Như Yên ở trong tay tôi thật. Sư tỷ không sao, vậy là tốt rồi, Diệp Bắc Minh mỉm cười nói. Hồng Ngũ ngó Diệp Bắc Minh, mặt mày đầy vẻ khó hiểu hỏi, sao cậu lại không lo gì cho mình? Thứ ban nãy cậu uống chính là độc mạn đà la, không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Hơn nữa, phấn hoa của mạn đà la có thể làm nội lực của cậu biến mất. Diệp Bắc Minh, sự cố gắng trong 5 năm của cậu, tập võ 5 năm, hôm nay đều trở nên công cốc, Hồng Ngũ bỗng dưng quát, cả người tràn ngập khí thế bước tới, thoát khỏi vòng bảo vệ của mọi người nói. Hôm nay, tôi sẽ giết con cá lọt lưới vào 5 năm trước là cậu. Sau đó, đi nhận 1 tỷ tiền thưởng. Ông biết không, tôi có một người thầy tên là Dược Vương Miêu Cương, Diệp Bắc Minh bỗng nói, khi tôi bước vào cửa thì mạn đà la kia của ông đã bị tôi giải rồi. Dược Vương Miêu Cương nào? Hồng Ngũ nhướng mày. Bỗng dưng, ông ta như nhớ đến gì đó. Hồng Ngũ khó có thể tin hỏi, Dược Vương Miêu Cương, ý cậu là Dược Vương Miêu Cương kia. Người từng dùng sức một mình độc chết 100.000 người. Xem ra trên đời này vẫn có người biết đến thầy cửu thập ngũ của tôi, Diệp Bắc Minh xoa cằm nói. Cho ông một cơ hội, nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau, tôi sẽ cho ông chết một cách nhẹ nhàng. Nằm mơ đi. Sắc mặt Hồng Ngũ xa sầm, vô thức lùi lại mấy bước rồi vẫy tay bảo, giết cậu ta. Tạch, tạch, tạch. Mấy trăm người đồng loạt nổ súng, đạn đoàng đoàng bắn ra như mưa. Nhắm thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Toàn bộ đại sảnh, thoáng chốc tràn ngập ánh lửa. Bàn chân Diệp Bắc Minh khẽ trượt, ngồi xổm xuống quét ngang ra. Mười mấy tay súng lập tức bị đá gãy chân, ngã xuống đất rên rỉ. Viên đạn sượt qua bên người, Diệp Bắc Minh lại giống như một con cá trạch, thoải mái né được toàn bộ. Tốc độ của anh thế mà còn nhanh hơn cả đạn. Con người Hồng Ngũ quả thật muốn rớt ra khỏi tròng. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh tựa như một quả tên lửa xuyên thủng đám người. Mấy trăm người nổ súng, nhưng lại chẳng thể làm được gì anh. Đây lại là ở trong đại sảnh, trang trí cả mấy chục triệu lập tức hóa thành mây khói. Đạn bắn ra còn bắn bị thương rất nhiều người cùng phe. Chỉ chưa đến 5 phút ngắn ngủi mà hầu như mấy trăm người kia đã nằm la liệt dưới đất, không có ai còn đứng nổi. Chỉ còn lại Hồng Ngũ và mười mấy vệ sĩ bên cạnh hoảng sợ nhìn anh. Cậu ta! Rốt cuộc là người hay quỷ? Đứng, đứng lại. Mười mấy vệ sĩ còn sót lại run giọng, tay còn không cầm nổi súng, run bần bật chỉ vào Diệp Bắc Minh nói. Tôi chỉ muốn Hồng Ngũ. Diệp Bắc Minh thong dong bước tới. A, à, quỷ, cậu ta là quỷ. Mười mấy vệ sĩ như nổi điên vứt bỏ súng ống chạy ra khỏi đại sảnh. Diệp Bắc Minh cũng không có đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Ngũ. Vèo. Hồng Ngũ thấy tình hình không ổn, xoay người bỏ chạy. Tốc độ của ông ta cực nhanh, hóa thành một loạt tàn ảnh. Dù gì cũng là võ giả cấp thiên, dốc hết sức lực chạy trốn thì vẫn rất nhanh. Nhưng,
tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh hơn. Khi Hồng Ngũ vừa lao ra được ba bước thì Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ông ta, giơ chân quét ngang. Răng rắc một tiếng giòn tan. Á! Hai chân Hồng Ngũ trực tiếp bị đá gãy, hiện ra một sự vặn vẹo cực kỳ khủng bố. Nói, hồi đó là ai đã ra lệnh giết bố mẹ tôi? Hôm nay lại là ai đã ra 1 tỷ muốn giết tôi? Diệp Bắc Minh giẫm lên đầu Hồng Ngũ, lạnh lùng hỏi. Dừng tay! Bỗng dưng, một giọng nói suy yếu lại lạnh lùng vang lên. Một thanh niên dẫn theo một đám trai xinh gái đẹp bước ra từ cánh cửa bên cạnh. Bọn họ quần áo lụa là, không phú cũng quý. Họ thấy xác chết la liệt nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ là cau mày. Có người còn bịt mũi, cảm thấy mùi máu quá nồng. Nhưng cũng chẳng còn gì khác. Thanh niên dẫn đầu mặt mày trắng bệch, bước chân phù phiếm, vừa nhìn đã biết cơ thể bị đào rỗng. Vành mắt gã thâm quầng, để tóc dài như một người bệnh đã lâu không thấy ánh mặt trời. Mày là tên nào mà dám đến Sơn Trang Long Hồ quậy phá, thả ông ta ra, thanh niên sắc mặt trắng bệch mở miệng, giọng điều đầy vẻ thượng đẳng. Giả Thành Húc, cháu đích tôn nhà họ Giả, gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn ở Kim Lăng. Gã không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là một tên công tử bột. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Giả, Giả Thành Húc có thể xem như một tên ăn hại. Nhưng mẹ gã lại cực kỳ trâu bò, là con gái của một ông lớn ở Long Đô. Tuy mai sau Giả Thành Húc không thể trở thành gia chủ nhà họ Giả, nhưng có chọc thủng trời ở Kim Lăng cũng chẳng ai dám làm gì gã. Cậu Giả, cứu tôi! Hồng Ngũ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng. Những người này đều là con cháu của 4 gia tộc lớn, tụ họp trong Sơn Trang Long Hồ vào đêm nay. Họ nghe thấy tiếng súng nên đều chạy tới. Sau đó, đã xảy ra cảnh tượng vừa rồi. Diệp Bắc Minh liếc Giả Thành Húc, mặt mày lạnh lẽo, mày là cái thá gì mà bảo tao thả người. Nơi này không có chuyện của mày, biến. Mày nói cái gì? Sắc mặt Giả Thành Húc lập tức xa sầm. Những thanh niên trong 4 gia tộc lớn khác có mặt ở đây đều không biết Diệp Bắc Minh, nghe thấy anh nói vậy thì đều kinh ngạc. Kia chính là Giả Thành Húc đó, anh ta điên rồi hả? Tao nói, mày biến, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Đánh gãy tay chân cậu ta, ném xuống hồ đút cho cá ăn, Giả Thành Húc lạnh lùng chỉ vào Diệp Bắc Minh nói. Vâng, một ông lão đứng đằng sau Giả Thành Húc gật đầu đáp. Ông ta giẫm một cái, y như một con liệp báo xông tới, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Ông ta vẫn chưa ra tay mà là cười cợt nhìn Diệp Bắc Minh hỏi, có phải quá nhanh nên bị dọa rồi đúng không? Tông sư võ đạo. Diệp Bắc Minh híp mắt. Nhóc con, cậu cũng có chút kiến thức đấy. Nghe thấy cậu Giả nói gì không? Để tôi ra tay hay tự cậu, ông lão cười khẩy hỏi. Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã hét thảm một tiếng, a. Bởi vì Diệp Bắc Minh đã ra tay trước. Chỉ thấy, anh vươn tay bóp lấy cổ ông lão y như xách một con gà con rồi giơ ông ta lên cao. Sắc một tiếng giòn tan. Vị tông sư võ đạo kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Diệp Bắc Minh vặn gãy cổ một cách dễ dàng rồi ném sang bên cạnh. Cả quá trình còn chưa tới 3 giây. Hiện trường lập tức im phăng phắc. Những thanh niên trong 4 gia tộc lớn đi cùng Giả Thành Húc đều hít ngược một hơi, không nhịn được hoảng sợ lùi ra sau. Mẹ nó, kia cũng khủng bố quá rồi. Bọn họ chơi với Giả Thành Húc nên đương nhiên biết thực lực đáng sợ của ông lão kia, ông ta tuyệt đối là tông sư võ đạo. Tông sư võ đạo hàng thật giá thật đó. Kia chính là tông sư võ đạo đấy. Là mẹ Giả Thành Húc tự mình dặn dò ở cạnh bảo vệ gã. Tông sư võ đạo là người có thể giơ tay đỡ được cả đạn vậy mà cứ như một con thỏ bị thanh niên trước mặt giơ tay bóp chết. Thanh niên kia bao tuổi rồi? Trông còn trẻ hơn cả họ. 20. Hay là 25. Mẹ nó, đáng sợ quá rồi. Hầu như tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Dù là Hồng Ngũ cũng không nhìn được dùng mình, quên mất cơn đau ở hai chân. Tông sư võ đạo đều bị Diệp Bắc Minh giơ tay bóp chết, trong lòng ông ta cũng không còn chút hy vọng nào. Chỉ có mình Giả Thành Húc là khóe mắt run rẩy một chút. Đúng vậy, gã cũng không sợ, tuy cũng kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Ông ngoại gã là một nhân vật lớn ở Long Đô, chiến thần Giả Thành Húc còn không sợ huống chi là một thanh niên. Hơn nữa, Giả Thành Húc cũng đoán được thân phận của thanh niên kia. Gã phun ra 3 chữ, Diệp Bắc Minh. Tuy Giả Thành Húc quần là áo lụa, nhưng gã lại rất thông minh.
Nhà họ Triệu ở Giang Nam bị diệt, vua Giang Nam chết. Mặc dù Giả Thành Húc ở Kim Lăng xa xôi, song tin tức lại rất nhanh nhạy. Gã công tử bột, nhưng không ngu. Ngoài Diệp Bắc Minh thì chẳng ai còn trẻ vậy đã có thể thuận tay giết chết tông sư. Ở Kim Lăng không có người nào trâu bò như vậy hết. Cái gì? Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Là cậu ta đã diệt sĩ tộc nhà họ Triệu và vua Giang Nam, ngoài Giả Thành Húc thì những thanh niên của các gia tộc khác đều vô thức lùi ra sau mấy bước. Giả Thành Húc không sợ Diệp Bắc Minh, nhưng họ thì sợ. Họ cũng không có lai lịch khủng bố như Giả Thành Húc. Nếu biết tao, còn không mau biến đi, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Ha 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 ha. Giả Thành Húc bỗng phá lên cười, giọng điệu có chút điên cuồng, hoàn toàn không coi Diệp Bắc Minh ra cái thá gì, mày có biết mình đang nói chuyện với ai không? Mày cho rằng tao là loại rác rưởi như nhà họ Triệu hay vua Giang Nam à? Mày giết tùy tùng của tao, còn bảo tao biến. Mày tin tao tùy tiện ra lệnh một tiếng là có thể khiến mày chết không chỗ chôn không? Sau khi Giả Thành Húc nói xong bèn cười cợt nhìn Diệp Bắc Minh. Mày ồn ào ghê. Diệp Bắc Minh cũng mặc kệ cái tên tự cho là hay kia, nhấc chân đá một viên đạn trên mặt đất xuyên thủng đầu Giả Thành Húc. Phụt. Tiếng cười im bặt. Giả Thành Húc trợn mắt, trên trán có một cái lỗ, máu chảy ồ ạt. Bịch. Xác của gã ngã thẳng xuống đất, con người như muốn trợn ra khỏi tròng. Vẻ mặt của Giả Thành Húc tràn ngập vẻ hoảng sợ, giống như đang hỏi mày không biết thân phận của tao sao? Sao mày lại dám giết tao? Cậu Giả. Chết. Chết rồi, cậu Giả chết rồi. A! À, sau từng tiếng la hoảng sợ, mọi người như phát điên không màng tất cả lao ra khỏi đại sảnh. Giả Thành Húc chết, Kim Lăng sắp trở trời rồi. Diệp Bắc Minh chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết bố mẹ mình, Giả Thành Húc gì đó, anh hoàn toàn không quan tâm. Tôi không muốn phải hỏi lại vấn đề ban nãy một lần nữa đâu, Diệp Bắc Minh rũ mắt nhìn Hồng Ngũ trên mặt đất, bình tĩnh nói. Hồng Ngũ run rẩy. Khó khăn ngẩng đầu lên liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Tên rác rưởi bị ông ta đuổi giết 5 năm trước vậy mà lại có thực lực cỡ này. Ngay cả Giả Thành Húc cũng dám giết. Hồng Ngũ cười khổ, không ngờ mới 5 năm mà cậu đã trở nên khủng bố đến vậy. Trả lời câu hỏi đi, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Rắc, anh giơ chân dẫm xuống, trực tiếp đạp gãy một cánh tay của Hồng Ngũ. A, à, Hồng Ngũ hét thảm. Vội vàng mở miệng, tôi nói. Tôi thật sự không biết người giết bố mẹ cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết vua Giang Nam là đệ tử của Chiến Thần Lăng Phong. Có lẽ, ông ta sẽ biết. Chiến Thần Lăng Phong, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Hình như cái tên quân vô hối kia chính là đại biểu cho Chiến Thần Lăng Phong đến bắt thập sư tỷ. Chỉ là, thất bại mà về. Lẽ nào là Chiến Thần Lăng Phong muốn giết mình? Xem ra... cần tìm một cơ hội đi tìm Chiến Thần Lăng Phong một chuyến rồi, Diệp Bắc Minh thầm nghĩ. Anh vẫn chưa vì thân phận của Chiến Thần Lăng Phong mà chùn bước. Bất kể là ai, chỉ cần là kẻ thù giết bố mẹ mình, dù là ông trời thì anh cũng phải trả thù. Là ai treo giải thưởng 1 tỷ thuê người giết tôi, Diệp Bắc Minh lại hỏi. Là người của tổ chức thiên sát, Hồng Ngũ đáp. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tổ chức thiên sát nào? Cậu không biết tổ chức thiên sát? Hồng Ngũ khá là kinh ngạc. 5 năm qua, Diệp Bắc Minh đã từ một sinh viên đại học trở thành một tông sư võ đạo. Chắc hẳn cũng đã trải qua rất nhiều thứ mới đúng. Thế nhưng, cậu ta thế mà lại không biết tổ chức thiên sát. Theo lý, chỉ cần là võ giả trên cảnh giới tông sư đều biết đến tổ chức thiên xả mới đúng. Diệp Bắc chân dẫm lên đầu Hồng Ngũ, rũ mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Hồng Ngũ thấy thế chợt rùng mình. Vội vàng giải thích, tổ chức thiên sát là tổ chức sát thủ bậc nhất Long Quốc. Bất cứ võ giả nào, chỉ cần tiến vào cảnh giới tông sư thì đều bị họ tìm đến cửa, khiến những người đó trở thành một thành viên trong họ. Tổ chức thiên sát có thể đe dọa được tông sư, Diệp Bắc Minh có hơi bất ngờ hỏi. Đúng vậy, tổ chức thiên sát này rất đáng sợ, chỉ cần là nhiệm vụ bọn họ giao cho, dù là võ giả cấp tông sư cũng phải hoàn thành, nếu không sẽ bị đuổi giết, Hồng Ngũ nặng nề gật đầu. Vậy nghĩa là tổ chức thiên sát bảo ông đến giết tôi, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Hồng Ngũ vội vàng lắc đầu, không phải, tôi nhận nhiệm vụ trên diễn đàn của tổ chức thiên sát. Ông ta lấy điện thoại ra, dùng một ngón tay để mở khóa, sau đó vào một phần mềm ẩn. Bấm vào xem thì thấy là giao diện của một diễn đàn. Diệp Bắc Minh cầm lấy,
nhìn thấy một loạt bài đăng treo thưởng ở vị trí trang đầu của diễn đàn. Sát lệnh nhân, giết người giàu nhất tỉnh Tây Nam Lý Sùng Giang, thưởng 300 triệu. Sát lệnh địa, giết vua Giang Đông, thưởng 500 triệu. Sát lệnh thiên, giết Diệp Bắc Minh, thưởng 1 tỷ. Diệp Bắc Minh nhìn lệnh treo thưởng của mình, bấm vào xem thì thấy thông tin cực kỳ chi tiết. Còn có một bức ảnh thời cấp 3 của anh. Hồng Ngũ nói, đây là ba loại lệnh treo thưởng với mức tiền thưởng khác nhau, ai cũng có thể nhận. Cậu có thể lập nick trên diễn đàn sau đó đăng lệnh treo thưởng, chỉ cần được duyệt thì quản trị viên sẽ đăng giúp cậu. Nhưng trước tiên cậu phải chuyển tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của nước ngoài đã. Thời hạn là 1 tuần, sau 1 tuần nếu treo giải thưởng thất bại thì sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu treo thưởng thành công thì chỉ cần lấy ra chứng cứ đã giết được người trong lệnh là sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng. Hồng Ngũ nhìn Diệp Bắc Minh, bắt đầu từ giờ phút này hẳn là sẽ có rất nhiều sát thủ muốn giết cậu, tất cả sát thủ của Long Quốc hầu như đều có thể nhìn thấy lệnh treo thưởng này. Trong đó chắc chắn có không ít tông sư võ đạo, cậu cũng biết 1 tỷ lớn nhường nào mà. Nghe Hồng Ngũ giải thích xong, Diệp Bắc Minh đã có hiểu biết nhất định về tổ chức thiên sát. Nói như vậy thì ông cũng không biết là ai muốn giết tôi phải không, Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Đúng thế, Hồng Ngũ đáp. Ông cũng không biết là ai hạ lệnh cho vua Giang Nam giết cả nhà tôi, Diệp Bắc Minh tiếp tục nói. Đúng. Nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Diệp Bắc Minh, Hồng Ngũ không kìm được dùng mình. Vậy tôi giữ ông lại còn có tác dụng gì nữa, Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng rồi dứt khoát giẫm nát đầu Hồng Ngũ. Hiện tại chỉ có 2 manh mối, một là chiến thần Lăng Phong. 2 là tổ chức thiên sát. Reng reng reng. Khi Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì điện thoại đổ chuông, anh nhấn nút trả lời. Sư đệ, thế nào rồi? Điện thoại chị bỗng nhiên bị hỏng, không bắt được sóng, chị đã gọi người đến sửa ngay rồi nhưng không ngờ lại thấy cuộc gọi nhỡ của em, chị lo em gặp phải chuyện gì, giọng nói lo lắng của thập sư tỷ vang lên. Sư tỷ, em không sao, Diệp Bắc Minh đáp. Vương Như Yên cảm nhận được sự khác thường của Diệp Bắc Minh thì vội hỏi, em đang ở đâu? Diệp Bắc Minh đáp, Sơn Trang Long Hồ. Em ở đó làm gì, Vương Như Yên có dự cảm không lành. Diệp Bắc Minh giải thích tường tận vấn đề một lượt cho cô ấy, Hồng Ngũ gửi tin nhắn cho em nói chị đang ở trong tay ông ta, lừa em đến Sơn Trang Long Hồ, em đã giết Hồng Ngũ và đám thuộc hạ của ông ta rồi. Trong khoảng thời gian đó có một người tên giả thành húc gì đó đến gây sự với em, nhưng bị em bóp chết rồi. Vương Như Yên sửng sốt, cái gì? Em giết giả thành húc rồi hả? Có vấn đề gì sao sư tỷ? Diệp Bắc Minh tò mò. Vương Như Yên bật cười, không vấn đề gì, chỉ là một giả thành húc nho nhỏ thôi mà, giết rồi thì thôi. Chuyện này em không cần lo, em ở Sơn Trang Long Hồ chờ chị tới đón em ngay đây. Được. Diệp Bắc Minh đồng ý. 15 phút sau có tiếng ầm ầm vang lên trên bầu trời đêm, một chiếc trực thăng đáp xuống bãi cỏ bên ngoài Sơn Trang Long Hồ. Vương Như Yên nhảy xuống máy bay, nhìn Diệp Bắc Minh toàn thân đầy máu, sư đệ, em có bị thương không? Toàn là máu của người khác thôi. Diệp Bắc Minh cười thoải mái. Em nhìn em xem, lại làm mình bẩn hết người rồi, Vương Như Yên trách móc nhìn anh, đi, theo sư tỷ về nhà, sư tỷ dẫn em đi tắm. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu rồi cùng Vương Như Yên lên máy bay, đi thẳng đến một trang viên. Trên đường đi, Diệp Bắc Minh hỏi, sư tỷ. Chị có biết tổ chức thiên sát không? Vương Như Yên nhìn anh lấy làm lạ, đương nhiên là biết rồi, em hỏi điều này làm gì? Diệp Bắc Minh đưa điện thoại của Hồng Ngũ cho Vương Như Yên, bảo cô ấy xem diễn đàn của tổ chức thiên sát. Nhìn số tiền thưởng cao ngất trời 1 tỷ tệ, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên hơi trầm xuống, đáng chết, là kẻ nào to gan dám quang minh chính đại đăng sát lệnh thiên giết em trên diễn đàn thiên sát thế? Tít tít, tít tít, tít tít. Lúc này, bên tai hai người vang lên những tiếng tít tít. Âm thanh gì thế nhỉ, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Không ổn. Vương Như Yên biến sắc, đứng bật dậy, mở ghế máy bay. Trong đó có một quả bom đang đếm ngược, thời gian chỉ còn 10 giây. Gay rồi. Vương Như Yên nói thầm không ổn nhưng vẫn bình tĩnh trước nguy hiểm, cô ấy bắt lấy chiếc dù nhảy bên cạnh ném cho Diệp Bắc Minh. Sau đó cô ấy cũng đeo một cái lên lưng rồi đá văng cửa máy bay trực thăng. Sư đệ, nhảy. Diệp Bắc Minh cũng nhìn thấy bom nên không hề do dự. Hai người lần lượt nhảy ra khỏi cửa khoang máy bay trực thăng.
Bùm! 3 giây vừa trôi qua, một tiếng nổ mạnh lập tức vang lên từ phía trên đầu, sóng khí tản ra hất bay hai người. May mà họ đã nhảy ra khỏi máy bay, sau khi mở dù hai người chậm rãi rơi xuống. Là người của tổ chức thiên sát, họ đã bắt đầu, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đầy lạnh lùng, thoáng hiện sát ý, không cần biết là ai, treo thưởng giết sư đệ tôi thì đừng hòng được yên. Bỗng nhiên có một tia sáng trắng xẹt qua từ dưới mặt đất. Diệp Bắc Minh nhìn về hướng đó, mặt chợt biến sắc, anh lớn tiếng nhắc nhở, sư tỷ, có tay súng bắn tỉa. Đùng, đùng, hai tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn về phía Diệp Bắc Minh. Viên đạn còn lại bắn về phía Vương Như Yên. Diệp Bắc Minh đưa tay bắt lấy viên đạn, nhưng Vương Như Yên lại nguy hiểm. Lúc này anh đang cách Vương Như Yên hơn 10 mét, hoàn toàn không kịp chạy qua. Hai người đang bay trên trời, chẳng khác nào bia ngắm sống. Thập sư tỷ, Diệp Bắc Minh la lên. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến anh kinh ngạc. Vương Như Yên giơ tay lên, một phát bắt lấy viên đạn từ súng bắn tỉa ở trước mặt như đang lấy đồ từ trong túi ra. Thập sư tỷ, chị. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, không ngờ thập sư tỷ cũng giống mình. Dùng tay bắt lấy viên đạn. Chuyện này sao có thể? Sao nào, chỉ cho em làm tông sư võ đạo, chị không được phép à? Vương Như Yên nở nụ cười xinh đẹp nhìn Diệp Bắc Minh. Ặc, Diệp Bắc Minh không thể tin được. Giờ phút này, hai tay súng bắn tỉa ở bên dưới còn kinh ngạc hơn cả Diệp Bắc Minh. Sau khi nhìn thấy số tiền thưởng 1 tỷ trên diễn đàn thiên sát, họ muốn giết chết Diệp Bắc Minh để nhận tiền thưởng. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên lại là tông sư võ đạo. Chết tiệt, đi mau. Một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp hét lên, anh ta còn ném luôn khẩu súng của mình, biến mất trong màn đêm như một con thỏ. Người còn lại cũng quay đầu bỏ chạy. Anh ta đi ngược hướng với tay súng bắn tỉa đầu tiên. Hai người biết, một khi Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên đáp xuống mặt đất sẽ lập tức đuổi giết họ. Nếu họ chia nhau ra chạy, có lẽ một trong hai sẽ có một con đường sống. Ở độ cao cách mặt hồ khoảng chừng 100 mét, Diệp Bắc Minh nhìn Vương Như Yên, thập sư tỷ, chị cẩn thận nhé, em đuổi theo chúng. Sau khi nói xong câu này, Diệp Bắc Minh cởi dù rồi rơi tự do xuống mặt hồ. Đối với một người bình thường, dù rơi xuống mặt nước từ độ cao 100 mét thì cũng không khác gì so với sàn bê tông. Nhưng Diệp Bắc Minh lại nhảy xuống. Ở độ cao còn cách mặt nước khoảng 5 mét, một luồng chân khí trào ra từ trong cơ thể anh rồi chậm rãi đổ xuống mặt nước. Xoạt! Diệp Bắc Minh lao đi thật nhanh, đuổi theo một tay súng bắn tỉa trong số đó. Vương Như Yên ở trên cao nhìn thấy tất cả, không nhịn được lên tiếng, thực lực của sư đệ ngày càng đáng sợ, chắc cậu ấy đã đạt tới cảnh giới đó rồi nhỉ. Tốc độ của tay súng bắn tỉa thứ nhất rất nhanh, anh ta rời khỏi phạm vi Long Hồ, chạy ra ngoài đường lớn. Chết tiệt, cậu ta tới rồi. Tay bắn tỉa thứ nhất ngoái đầu lại nhìn, Diệp Bắc Minh đang ở trong rừng cây bên kia đường chuẩn bị xông ra, thằng nhóc này, thảo nào lại có người bỏ ra 1 tỷ tiền thưởng yêu cầu giết cậu ta. Nhân vật đáng sợ thế này, đừng nói là 1 tỷ, dù là 2 tỷ, Long Quốc có mấy người có thể nhận. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần chạy vào trong đám đông, mình sẽ an toàn. Mình không tin cậu ta có thể tìm được bọ cạp mình trong đám đông, trông bọ cạp rất bình tĩnh, anh ta là tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp và cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Cho dù ám sát thất bại, anh ta cũng có thể trà trộn vào trong đám đông với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần trở thành một người bình thường, anh ta không tin Diệp Bắc Minh có thể bắt được anh ta. Tốt quá, phía trước có chợ đêm, bọ cạp cười một tiếng, chạy vào trong một góc tối. Khi Diệp Bắc Minh đuổi tới đây, dưới mặt đất chỉ còn lại một chiếc áo khoác. Chạy! Diệp Bắc Minh nhướng mày nhìn về phía chợ đêm ở đằng trước, cười khẩy, mày trốn được à? Anh chắp hai tay sau lưng, đi vào chợ đêm như một sinh viên bình thường. Lúc này ở một góc nào đó trong chợ đêm, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến mỗi người đang bưng một bát đậu phụ thối. Cả hai người họ đều mặc một chiếc quần ngắn cũn cớn, bó sát để lộ hình tam giác ngược. Đôi chân đẹp nhìn thấy không sót gì. Rất nhiều chàng trai trong chợ đêm không kìm được nhìn qua. Còn có người đến gần, lịch sự cười hỏi, chị gái có thể cho xin số điện thoại không? Tôi có bạn trai rồi. Hạ Nhược Tuyết lạnh nhạt đáp. Chàng trai lúng túng cười, biết điều rời đi. Tôn Thiến không nhịn được trợn mắt, Nhược Tuyết à, cậu làm gì vậy, anh trai đó đẹp trai thế mà.
sao cậu lại bảo mình đã có bạn trai? Ai mà không biết mỹ nữ Hạ Nhược Tuyết cậu đã độc thân từ trong bụng mẹ suốt 23 năm rồi chứ? Hạ Nhược Tuyết cười, làm quý tộc độc thân tốt biết bao. Cậu cố chấp lắm nha, cần gì phải làm mình tủi thân thế? Hồi đại học có biết bao nhiêu đàn anh đẹp trai theo đuổi cậu, cậu đều từ chối hết, bảo mình đã có bạn trai, lãng phí thật đấy, Tôn Thiến phàn nàn. Ngoại hình của Hạ Nhược Tuyết không có gì để chê. Tôn Thiến cũng là một mỹ nữ, đi một mình trên đường sẽ có người tới gần xin số điện thoại. Nhưng khi đi cùng Hạ Nhược Tuyết, chưa từng có ai xin cô ta cả, tất cả đều đến xin số của Hạ Nhược Tuyết. Thậm chí hồi đại học còn có người quản lý của công ty giải trí đến mời Hạ Nhược Tuyết ra mắt nhóm nhạc nữ. Tiếc là tất cả đều bị cô ấy từ chối. Những người đó theo đuổi tớ đều không thật lòng, Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Thiến tức giận hỏi, cậu còn nhớ Nhung Anh bạn cấp 3 của mình đúng không? Chẳng phải lúc trước cậu bảo nhà cậu ta có chuyện đau buồn, hình như cả nhà cậu ta đều đã bị giết rồi sao? Nói không chừng cậu ta đã chết ở đâu đó rồi. Tôn Thiến, cậu đừng nói lung tung, Hạ Nhược Tuyết nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lùng, giọng điệu nặng nề hơn. Tôn Thiến thấy vậy thì giật mình, vội vàng giải thích, Nhược Tuyết yêu dấu của tớ ơi, tớ chỉ nói đùa thôi. Sao cậu lại nghiêm túc thế, bỏ đi, tớ xin lỗi cậu. Hôm nay tớ mời cậu ăn tôm hùm đất nhé. Hạ Nhược Tuyết cau mày, bỗng nhiên cô ấy rời mắt sang chỗ khác, phát hiện một bóng người quen thuộc trong đám đông. Là cậu ấy. Trái tim Hạ Nhược Tuyết chợt thắt lại, cô ấy hất Tôn Thiến ra. Ngay cả bát đậu phụ thối trong tay cũng ném vào thùng rác bên cạnh. Cô ấy chạy từ từ đuổi theo bóng lưng quen thuộc kia. Nhược Tuyết, cậu làm gì vậy? Tớ nói sai rồi, xin lỗi cậu đừng giận mà, Tôn Thiến chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cũng ném đậu phụ thối chạy theo cô ấy. Là cậu ấy ư? Rốt cuộc có phải cậu ấy không? Bóng lưng quá giống. Dù đã qua 5 năm nhưng vẫn giống y hệt. Rốt cuộc có phải cậu ấy không? Hạ Nhược Tuyết đuổi theo sau, tim đập thình thịch như chú hươu con chạy lung tung. Cô ấy hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy tới trước, đang định vỗ vai người trước mặt. Người nọ đột nhiên quay đầu lại. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Diệp Bắc Minh, từ đầu anh đã cảm giác được bị người khác theo dõi, cứ tưởng là sát thủ tới đánh lén. Anh vừa định quay đầu lại đánh cho đối phương trở tay không kịp. Không ngờ lại là một cô gái. Diệp Bắc Minh, đúng là cậu rồi. Hạ Nhược Tuyết kích động đến mức run rẩy. Cậu là, Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh ngẩn người, cũng nhận ra cô gái trước mặt. Bạn cùng bàn hồi cấp 3. Là tớ đây, Hạ Nhược Tuyết nhất thời không biết để tay ở đâu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhược Tuyết ơi. Tôn Thiến há miệng thở phì phò, ngực phập phồng, chạy tới trước mặt hai người, cậu. Cậu, phù phù, cậu chạy đi đâu thế? Tớ mệt muốn chết. Tớ đâu có nói sai, cùng lắm thì thu hồi lại thôi. Có lẽ người mà cậu nhớ Nhung vẫn chưa chết. Mặc dù ba mẹ và anh trai cậu ta đã bị giết, nhưng thi thể của cậu ta chưa tìm được mà phải không? Ngộ nhỡ người ta còn sống thì sao? Tôn Thiến nói một hơi không ngừng nghỉ. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, người trong miệng cô gái này là anh. Mặt Hạ Nhược Tuyết càng thêm đỏ bừng. Cô ấy giẫm chân Tôn Thiến, cậu nói lung tung gì thế? Người tớ nhớ Nhung gì chứ? Hả, Tôn Thiến ngơ ngác. Ai ra, cậu đừng nói nữa. Hạ Nhược Tuyết xấu hổ đỏ cả mặt, đứng giậm chân tại chỗ. Tôn Thiến lập tức hiểu, kể cả khi đối mặt với anh lớp trên giỏi nhất trường Đại học Trung Hải cũng bình tĩnh như thường. Cô ấy chưa bao giờ lúng túng như vậy. Hôm nay thái độ của Hạ Nhược Tuyết rất khác thường. Cô ấy trông như một cô gái nhỏ khi đứng trước mặt người đàn ông này. Tôn Thiến thông minh cỡ nào, lập tức đoán ra thân phận của Diệp Bắc Minh, kinh ngạc hỏi, à, anh là người đàn ông là Nhược Tuyết nhớ Nhung đấy à? Tôn Thiến, cậu nói bậy gì đó? Hạ Nhược Tuyết càng xấu hổ hơn. Cô ấy véo bờ eo thon của Tôn Thiến. Ai ra, chết người đấy, Tôn Thiến vội vàng xin tha. Hạ Nhược Tuyết vừa véo Tôn Thiến vừa quan sát nét mặt của Diệp Bắc Minh. Để xem anh có phản ứng gì. Chỉ tiếc trông Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh, Hạ Nhược Tuyết rất thất vọng. Cậu, mấy năm năm cậu đã đi đâu vậy? Hạ Nhược Tuyết thả tay ra, nhìn Diệp Bắc Minh, tớ. Mọi người đã tìm cậu lâu lắm đấy. Với thành tích của cậu rõ ràng có thể thi đỗ trường Đại học Trung Hải, tại sao cậu lại không đi học nữa? Sau khi biết Diệp Bắc Minh điền nguyện vọng là trường Đại học Trung Hải,
Hạ Nhược Tuyết đã sửa nguyện vọng của mình để vào trường Đại học Trung Hải. Đáng tiếc cô ấy đợi từ năm nhất đến năm tư, đến bây giờ tốt nghiệp cũng chưa gặp Diệp Bắc Minh một lần nào. Nhà tớ xảy ra chuyện, giống như cô ấy vừa nói. Diệp Bắc Minh chỉ vào Tôn Thiến. Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng đáp lời, xin lỗi cậu, tớ không cố ý làm cậu nhớ lại những chuyện này. Cậu đã tìm được hung thủ giết ba mẹ và anh trai cậu chưa? Diệp Bắc Minh im lặng một lúc mới trả lời, vẫn chưa tìm được. Vậy là cậu đã tìm kiếm hung thủ suốt 5 năm sao? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Cứ cho là vậy đi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Hạ Nhược Tuyết nhìn dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, cảm thấy rất đau lòng. Năm đó chàng trai này vô cùng xuất sắc, có rất nhiều nữ sinh yêu thầm cậu ấy. Mọi người cứ tưởng Diệp Bắc Minh sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nào ngờ nhà họ Diệp lại xảy ra thảm kịch bị sát hại cả gia đình, Hạ Nhược Tuyết đã từng khóc rất lâu vì chuyện đó. Bây giờ trở về là tốt rồi, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, Hạ Nhược Tuyết cười nhẹ, cố gắng không làm Diệp Bắc Minh nhớ lại chuyện trước đây. Đời người còn rất dài, nếu cậu vẫn muốn đi học thì có thể tham gia thi xã hội. Cũng có thể học đại học. Cùng lắm thì đi học lại vài năm, sau này vẫn có thể trở nên tài giỏi. Cô ấy vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, cậu đến Kim Lăng để đi chơi à? Nơi này có rất nhiều món ăn vặt, hay là tớ dẫn cậu đi ăn nhé? Tớ mời. Cậu có chỗ qua đêm chưa? Nếu chưa có thì để tớ sắp xếp cho cậu nhé. Tôn Thiến, tối nay tớ ngủ với cậu, cậu ấy ngủ ở phòng tớ, Hạ Nhược Tuyết líu díu như một chú chim sơn ca. Hả, được, Tôn Thiến hơi choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Trời ạ, Nhược Tuyết cư xử như thế này bao giờ? Chủ động mời người khác ăn cơm. Tối còn dẫn về ngủ chung, ngủ ở phòng cô ấy. Những nam sinh khác ngay cả số điện thoại của cô ấy cũng không có kìa. Đây chắc chắn là người cô ấy thích. Đẹp trai đấy, dáng người cũng không tệ, dáng vẻ lạnh lùng trông rất ngầu. Tôn Thiến nghĩ thầm. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, trả lời, không cần, tớ đến đây để tìm người. Tìm người, cậu có hẹn với ai à? Vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Hạ Nhược Tuyết. Nơi này là chợ đêm, một con phố ăn vặt. Buổi tối đến đây không phải bạn thân thì là người yêu. Diệp Bắc Minh có hẹn với người khác, còn tới phố ăn vặt. Phải chăng là bạn gái của cậu ấy? Nghĩ tới đây, mặt Hạ Nhược Tuyết hơi trắng bệch. Tôn Thiến nhìn ra cảm xúc của Hạ Nhược Tuyết, hơi tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, đây là điều mà người làm sao? Nhược Tuyết vì anh mà không quen một người bạn trai nào suốt 4 năm đại học. Thậm chí còn không tiếp xúc với người khác phái. Anh mất tích 5 năm. Không có một chút tin tức nào thì cũng thôi, thế mà còn có bạn gái. Còn chạy tới trước mặt Nhược Tuyết của chúng tôi hẹn hò. Đàn ông kiểu gì vậy? Tôn Thiến chỉ thẳng vào mặt Diệp Bắc Minh. Bạn gái gì cơ? Diệp Bắc Minh hơi khó hiểu, anh lắc đầu, tôi đến tìm người, không phải tìm bạn gái. Không phải bạn gái à? Tôn Thiến hơi xấu hổ, khụ khụ. Do tôi kích động, các anh tiếp tục đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Cô ta cảm thấy rất mất mặt, tự động tránh sang một bên. Tôn Thiến thề sau này sẽ không làm trò cười nữa. Nhược Tuyết cũng rất vui, lại nở nụ cười, chỉ cần Diệp Bắc Minh chưa có bạn gái, cô ấy sẽ có cơ hội, ạc, bạn cậu đâu? Không biết chạy đi đâu rồi, cứ tìm trước đã, Diệp Bắc Minh suy nghĩ rồi trả lời. Con phố chợ đêm này dài khoảng mấy trăm mét. Anh có thể cảm nhận được tay súng bắn tỉa kia đang ở trong đám đông. Nhưng vị trí cụ thể lại không biết. Đối phương cũng không dám mạo hiểm rời khỏi chợ đêm, nếu anh ta rời đi một mình thì Diệp Bắc Minh có thể cảm giác được đầu tiên. Vậy nên bỏ cạp đang lợi dụng đám đông trong chợ đêm để yểm trợ cho mình. Được rồi, để tớ dẫn cậu đi dạo, tớ quen với nơi này lắm, Hạ Nhược Tuyết cười tươi như hoa. Cô ấy dẫn Diệp Bắc Minh đi dạo và giới thiệu con phố ăn vặt. Còn nói mình đang học đại học ở thành phố Trung Hải. Chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống đại học. Chậc chậc chậc, lần đầu tiên tớ phát hiện Nhược Tuyết là người lắm lời, Tôn Thiến đi ở phía sau nói không ngừng nghỉ. Nữ thần lạnh lùng cũng có thể biến thành bé thỏ trắng khi ở trước mặt người mình thích. Hai, nếu những người đó nhìn thấy Nhược Tuyết đối xử với một người đàn ông kiểu này. Họ sẽ ghen tị chết đấy. Tôn Thiến che miệng cười trộm. Diệp Bắc Minh tập trung vào cả hai việc, vừa nghe Hạ Nhược Tuyết nói.
vừa âm thầm tìm kiếm tung tích của bọ cạp. Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, anh nhìn về một hướng nào đó. Hạ Nhược Tuyết chú ý tới ánh mắt của Diệp Bắc Minh, không ngờ anh lại đang nhìn một tiệm mì. Cô ấy hiểu nhầm, tưởng Diệp Bắc Minh đói bụng nên muốn ăn mì. Mì của tiệm này cũng ngon lắm, tớ thường ăn ở đây. Để tớ mời cậu nhé. Đúng rồi, món ngon nhất của tiệm họ mì Dương Xuân. Hạ Nhược Tuyết giới thiệu, đi tới trước tiệm mì cười gọi, dì ơi, cho cháu 3 bát mì Dương Xuân thêm trứng gà. Là Nhược Tuyết à, sao hôm nay cháu lại dẫn theo nam sinh thế, là bạn trai cháu hả, dì bán mì cười, chàng trai này trông cũng được đấy. Dì đừng nói lung tung, chúng cháu là bạn học thôi ạ. Hạ Nhược Tuyết xấu hổ cúi đầu, khóe mắt nhìn lén Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh tập trung nhìn vào trong quán. Trong góc tiệm có một thanh niên đang ngồi. Anh ta bưng bát mì, vừa lướt điện thoại vừa ăn mì. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Thanh niên kia toát mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm trong lòng, mẹ nó, có khi nào đã phát hiện mình không? Sao có thể, sao cậu ta có thể phát hiện ra mình? Mình ngụy trang tốt như thế, nhìn thế nào cũng thấy giống một sinh viên bình thường mà. Diệp Bắc Minh đứng đó không nhúc nhích. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Diệp Bắc Minh chỉ bình tĩnh đứng đó. Mì xong rồi. Dì bán mì múc mì ra bát. Bắc Minh, vào ngồi đi. Hạ Nhược Tuyết vẫy tay với Diệp Bắc Minh, bưng bát mì đi tới trước bàn chỉ cách bọ cạp khoảng 3 mét. Đờ mờ. Bọ cạp đột nhiên mắng, anh ta biết mình bị chơi xỏ. Diệp Bắc Minh, mày cố ý dọa bố mày đúng không? Mày tưởng bố mày sợ à? Bọ cạp đập bàn đứng dậy, tốc độ cực nhanh, đạp vào tường rồi xông qua. Á! Hạ Nhược Tuyết sợ hãi la lên, một con dao kề bên cổ cô ấy, cút ngay cho tao, nếu không tao sẽ giết cô gái này. Bọ cạp nói với vẻ mặt dữ tợn. Đối mặt với một vị tông sư võ đạo, anh ta không hề ôm tâm lý may mắn. Chỉ khi bắt Hạ Nhược Tuyết làm con tin, anh ta mới có cơ hội sống. Á! Các sinh viên trong tiệm mì thấy Hạ Nhược Tuyết bị bắt cóc thì điên cuồng bỏ chạy. Còn có người lấy điện thoại báo cảnh sát. Một số cô gái sợ quá khóc thành tiếng, ngã ngồi xuống đất. Nhược Tuyết! Tôn Thiến sợ hãi đứng ngây ra tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, chưa gặp tình huống này bao giờ. Hạ Nhược Tuyết cũng rất sợ hãi, người run nhẹ nhẹ. Cô ấy có thể cảm nhận được cảm giác lạnh từ con dao. Chỉ cần người đàn ông này hạ dao xuống, cô ấy sẽ chết. Thả cô ấy ra. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, nhìn bọ cạp, tao cho mày một cơ hội, trả lời tao mấy vấn đề, tao sẽ tha cho mày một mạng. Ha ha ha. Bọ cạp cười như điên, Diệp Bắc Minh, mày nghĩ bọ cạp tao là ai? Tao là sát thủ hàng đầu mà có thể bị mày đe dọa à? Cô gái này quan trọng với mày lắm đúng không? Tao có thể nhìn ra cô ta rất thích mày. Chẳng lẽ mày muốn nhìn cô ta cứ thế mà lụi tàn sao? Bọ cạp nói, tàn nhẫn điên cuồng rạch một phát. Chiếc cổ yếu ớt của Hạ Nhược Tuyết bị rạch một đường, máu lập tức chảy ra. Thấy mà phát khiếp. Nhược Tuyết. Tôn Thiến che miệng, sợ tới mức rơm rớm nước mắt. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy rất đau, tuy không tổn thương đến mạch máu, chỉ bị rách ra. Nhưng cô ấy lại ngửi thấy mùi chết chóc. Mình sắp chết rồi ư. Được rồi. Dù có chết, được nhìn thấy Bắc Minh trước khi chết thì mình cũng thỏa mãn, Hạ Nhược Tuyết tuyệt vọng nghĩ. Cô ấy cắn môi đỏ, lấy hết can đảm lên tiếng, Diệp Bắc Minh, tớ thích cậu. Gì cơ? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Hạ Nhược Tuyết tiếp tục la lớn, tớ thích cậu, tớ đã thích cậu từ hồi cấp 3. Tớ không biết cậu có quan hệ gì với người này, cũng không biết bây giờ cậu có thân phận gì. Nhưng tớ vẫn thích cậu. Cậu đừng để bị anh ta uy hiếp. Cậu đi đi, đi nhanh lên, mặc kệ tớ, Hạ Nhược Tuyết kích động, đã chuẩn bị sẵn sàng chết. Cô ấy há miệng cắn vào cổ tay bọ cạp. Á! Bọ cạp cảm thấy đau dữ dội, anh ta nổi giận hét lên, con điên này, nếu mày muốn chết thì tao chiều mày. Con dao trong tay bọ cạp cắt mạnh qua cổ Hạ Nhược Tuyết. Vèo! Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh di chuyển. Anh ra tay với tốc độ nhanh như chớp, nhanh hơn cả bọ cạp. Mọi người chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, Diệp Bắc Minh đã cầm lấy một chiếc đũa ném đi. Phụt! Tay cầm dao của bọ cạp lập tức bị chiếc đũa đâm trúng, một tiếng keng giòn giã vang lên, con dao rơi xuống đất. Á! Bọ cạp đau suýt ngất xỉu.
Hạ Nhược Tuyết tìm được cơ hội dẫm lên MU bàn chân của bọ cạp. Con khốn này, mày đi chết đi, bọ cạp vô cùng tức giận, anh ta quyết định dù có chết cũng phải kéo Hạ Nhược Tuyết theo làm đệm lưng. Bọ cạp đấm một phát vào lưng Hạ Nhược Tuyết. Phụt, Hạ Nhược Tuyết như bị xe đâm, hộc ra một búng máu. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi tới kéo Hạ Nhược Tuyết về phía mình. Vèo, một chiếc đũa khác trong tay anh bay ra đâm xuyên đầu bọ cạp. Bọ cạp ngã phịch xuống đất, mắt trợn trừng. Vua bắn tỉa, vua sát thủ bọ cạp cứ thế đã chết. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh ôm Hạ Nhược Tuyết vào lòng, cúi đầu nhìn cô ấy. Mặt cô ấy trở nên tái nhợt, môi cũng không còn chút máu. Trên khuôn mặt mịn màng có một lớp mồ hôi mỏng, khẽ run. Hạ Nhược Tuyết rất đau nhưng không thể hiện ra ngoài, dù có chết, cô ấy cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho Diệp Bắc Minh. Diệp, Bắc Minh, tớ đau quá, Hạ Nhược Tuyết rì rầm. Nhược Tuyết, Tôn Thiến chạy tới, ngồi quỳ xuống đất như chú vịt, không ngừng khóc thút thít. Hu hu, cậu không sao đâu. Cậu nhất định sẽ không sao đâu. Tớ báo cảnh sát rồi, còn gọi xe cứu thương, bác sĩ sẽ tới ngay, cậu sẽ không sao đâu, Tôn Thiến nắm lấy tay Hạ Nhược Tuyết. Thả cô ấy ra. Diệp Bắc Minh quát lớn. Anh quát tôi làm gì, Tôn Thiến tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, nắm tay trắng nõn đấm liên tục vào vai anh như mưa, nếu không phải do anh thì sao Nhược Tuyết có thể như vậy? Do anh, lỗi do anh hết. Nếu anh đã biến mất thì còn trở về làm gì? Nhược Tuyết đang yên đang lành, bây giờ lại thành ra thế này, chẳng lẽ kiếp trước cậu ấy thiếu nợ anh à? Nếu Nhược Tuyết gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tôn Thiến tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Bắc Minh để mặc cho Tôn Thiến đấm vào vai mình, không có ý định đánh trả. Nếu là người bình thường thì đã bị anh giết chết từ lâu. Cô ấy sẽ không chết. Diệp Bắc Minh chỉ nói một câu rồi đặt Hạ Nhược Tuyết nằm xuống đất, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp ngọc. Sau khi anh mở hộp ra, Tôn Thiến lập tức kinh ngạc. Nhìn kỹ lại thì thấy là một hộp ngân châm nhỏ như sợi tóc. Gãy ba cái xương sườn, gan và lách bị tổn thương, đã chảy máu. Nhịp tim chậm, có nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Bắc Minh chẩn đoán tình hình của Hạ Nhược Tuyết, sau đó lấy ngân châm ra, vấn đề không lớn, có thể cứu. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm, liên tục đâm vài châm vào người Hạ Nhược Tuyết. Sau đó anh lấy một viên thuốc ra chuẩn bị đút cho cô ấy. Dừng tay, thả cô gái đó ra. Khi Diệp Bắc Minh đang cứu người, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng ra lệnh. Một nhóm cảnh sát xuất hiện, họ mặc đồng phục và cầm súng trên tay. Người lên tiếng là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Vóc dáng uyển chuyển, mềm mại, tư thế hiên ngang với khuôn mặt đẹp như diễn viên. Cảnh sát, là anh ta giết người ở đây. Một sinh viên chỉ vào Diệp Bắc Minh tố giác. Nhóm cảnh sát nhìn qua, thi thể bọ cạp nằm dưới đất, đầu cắm một chiếc đũa. Đã chết. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, súng trong tay tất cả cảnh sát đều nhắm vào Diệp Bắc Minh. Dừng tay. Vỡ đầu bây giờ. Nằm xuống. Nữ cảnh sát quát, súng lục nhắm vào đầu Diệp Bắc Minh. Nếu anh dám làm cô gái này bị thương, tôi sẽ bắn vỡ đầu anh ngay. Vương Kiêm Hà, nếu cô dám bắn sư đệ tôi. Tôi sẽ xé xác cô ra đấy, bỗng một tiếng cảnh cáo đầy ngang ngược vang lên. Vương Như Yên sải bước đi tới, tốc độ của cô ấy rất nhanh. Sau khi rời khỏi Long Hồ, cô ấy lập tức đuổi theo. Không ngờ vẫn chậm một bước. Vương Như Yên. Đôi mắt đẹp của Vương Kiêm Hà trở nên lạnh lẽo, cô ta nhận ra người này là chị họ của mình. Tôi đang truy bắt hung thủ giết người, chị muốn nhúng tay vào à, Vương Kiêm Hà không sợ Vương Như Yên. Vương Như Yên cười khẩy, nực cười, sao sư đệ tôi có thể là hung thủ giết người? Sư đệ, mặc kệ cô ta, em tiếp tục cứu người đi. Nếu cô ta dám nhúc nhích, chị bảo đảm cô ta sẽ chết trước khi nổ súng. Mọi người xung quanh kinh ngạc, người phụ nữ này là ai? Thật ngông cuồng, dám uy hiếp cả cảnh sát. Vâng, thập sư tỷ, Diệp Bắc Minh trả lời, sau đó tập trung tinh thần cứu người. Vương Kiêm Hà chĩa súng vào Vương Như Yên, chị có biết mình đang làm gì không? Đây là Kim Lăng chứ không phải Giang Nam của chị. Bất luận là Kim Lăng hay Giang Nam, cả đời này Vương Như Yên tôi làm việc không cần giải thích với bất cứ kẻ nào. Vương Như Yên cười ngạo mạn, Vương Kiêm Hà, cô đừng lấy thứ này chĩa vào tôi, nó không có tác dụng với tôi đâu.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Kiêm Hà tràn đầy phẫn nộ, cô ta biết Vương Như Yên nói không sai. Người chị họ này rất đáng sợ, ngay cả cô ta cũng phải kiêng dè đối phương ba phần. Vương Như Yên thản nhiên bảo, đúng rồi, nể mặt người nhà họ Vương, tôi nhắc nhở cô một câu. Người mà sư đệ tôi giết là một sát thủ, anh ta đến để ám sát sư đệ tôi. Gì cơ? Vương Kiêm Hà ngạc nhiên, vội vàng cho người đi điều tra. Mấy tên cảnh sát tới gần tháo mặt nạ ra người từ trên mặt bọ cạp xuống. Nhóm cảnh sát kinh ngạc thốt lên, là vua sát thủ bọ cạp. Sao lại là anh ta? Đây là một trong những tội phạm truy nã hàng đầu của Long Quốc. Giết chết bọ cạp sẽ nhận được tiền thưởng 5 triệu. Mấy tên cảnh sát rất phấn khích. Họ quay đầu lại nhìn về phía Vương Kiêm Hà, đội trưởng, là bọ cạp. Chúng ta lập công rồi. Vương Kiêm Hà đi qua, cúi đầu nhìn, đúng là vua sát thủ bọ cạp. Cô ta lặng lẽ cất súng, cho người đi giăng dây cảnh báo, sau đó tìm vài nhân chứng ghi lời khai. Bỗng nhiên, ai đã giết con trai tao? Ở cuối đường đột nhiên vang lên tiếng hét của một người phụ nữ, giọng khàn hàm chứa sự tàn nhẫn và sát khí. Ngay sau đó, hai bên đường phố trong chợ đêm xuất hiện mấy trăm người. Họ di chuyển rất đều và có trật tự, tạo thành bức tường người lấn vào từ hai bên đường. Khí thế ấy khiến người ta nghẹt thở. Ngay cả những cảnh sát kia cũng giật nảy mình. Tất cả cảnh sát đều tái mặt. Là người nhà họ Giả. Hoa Tam Nương. Những tên cảnh sát kia tái mặt, không thể không lùi lại. Đi đằng trước là một người phụ nữ mập mạp, trông bà ta như một con lợn da trắng. Bà ta ăn mặc đẹp đẽ. Đôi mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Bắc Minh từng thấy những anh chàng công tử bột trong sơn trang Long Hồ thấp thỏm lo sợ đi theo sau lưng Hoa Tam Nương. Sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, họ chỉ vào anh, chính cậu ta đã giết Giả Thành Húc. Soạt! Hoa Tam Nương nhìn về phía Diệp Bắc Minh, là mày đã giết con trai tao, mày thật to gan. Nửa tiếng trước, thi thể của con trai Giả Thành Húc được đưa tới trước mặt Hoa Tam Nương. Hung thủ đang ở trước mặt, Hoa Tam Nương tàn nhẫn ra lệnh giết nó. Không cần giữ lại thi thể, chặt thành nhiều mảnh nhỏ cho tao. Một luồng khí lạnh phả vào mặt. Nhóm cảnh sát Kim Lăng hoàn toàn không dám lên tiếng, mặt mày ai cũng trắng bệch. Đợi đã. Vương Kiêm Hà bước tới nhìn Hoa Tam Nương, hít sâu một hơi, Hoa Tam Nương, bà muốn làm gì? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cảnh sát chúng tôi đang ở đây, bất kể người này có giết con trai bà hay không, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Vương Kiêm Hà, cô cút ngay cho tôi. Hoa Tam Nương quát giận, cô lo chuyện bao đồng, tôi giết luôn cô. Bà! Vương Kiêm Hà nổi giận. Cô ta biết thân phận của Hoa Tam Nương, là con gái thứ ba của nhà họ Hoa ở Long Đô. Ở Kim Lăng không ai dám động vào bà ta. Dù là đồn trưởng đồn cảnh sát cũng kính nể Hoa Tam Nương mấy phần. Đây là một người phụ nữ điên. Giết cậu ta! Hoa Tam Nương chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, anh còn đang cứu Hạ Nhược Tuyết, nếu bị quấy rầy, Hạ Nhược Tuyết sẽ nguy hiểm. Sư đệ, em đừng lo, cứ giao cho chị, giọng nói của Vương Như Yên vang lên. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, dốc sức cứu người. Vương Kiêm Hà, cô làm cảnh sát có tác dụng gì? Mặt mũi nhà họ Vương bị cô làm mất hết rồi, Vương Như Yên lạnh nhạt nói. Xem kỹ đây, đối phó với người phụ nữ như vậy phải làm thế này. Dứt lời. Vương Như Yên xoay người như ma quỷ, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hoa Tam Nương. Cô! Hoa Tam Nương kinh ngạc, đồng tử co lại. Hai võ giả sau lưng bà ta đồng thời ra tay. Rầm, rầm. Chỉ nghe hai tiếng động nặng nề vang lên, hai vị võ giả vừa ra tay đã bị Vương Như Yên một chưởng đánh chết. Khụ khụ. Hoa Tam Nương còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy nghẹt thở. Đôi tay mảnh khảnh của Vương Như Yên bóp cần cổ hơi béo của bà ta. Người giết con trai bà là sư đệ tôi. Muốn tính sổ thì đến tìm tôi. Lần sau còn để tôi nhìn thấy bà kéo bè kéo phái đến gây rắc rối cho sư đệ tôi sẽ giết bà. Cút, Vương Như Yên nói ra ba câu một cách bá đạo. Sau đó ném Hoa Tam Nương đi giống như ném rác. Rầm. Hoa Tam Nương ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết. Hai võ giả cấp thiên lại bị Vương Như Yên một chưởng đánh chết. Sao thực lực của Vương Như Yên lại đáng sợ như vậy? Tuy Hoa Tam Nương ngu xuẩn, nhưng đầu óc không ngốc. Bà ta nổi giận,
kinh hãi nhìn Vương Như Yên, Vương Như Yên, cô đợi đấy cho tôi. Chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Sau khi bỏ lại câu nói dữ tợn, Hoa Tam Nương dẫn theo thuộc hạ, nhếch nhác rời đi. Một kẻ vô tích sự, nếu không phải nhà họ Hoa ở Long Đô có chút thế lực, bà có thể sống nổi ở Kim Lăng quá 3 ngày sao, Vương Như Yên khinh thường nói. Vương Kiêm Hà nhíu mày, bà ta là người nhà họ Giả, chị làm vậy, gia chủ sẽ rất khó xử. Không liên quan đến cô tiếp tục làm cảnh sát của cô đi, Vương Như Yên cười ngạo nghễ, hoàn toàn không nhìn thẳng vào Vương Kiêm Hà. Chị! Vương Kiêm Hà tức đến dậm chân, nhưng không làm gì được. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết đã tỉnh lại. Diệp Bắc Minh đã ổn định vết thương cho cô ấy, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không ngoài dự liệu, chỉ cần Hạ Nhược Tuyết nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục như trước. Diệp Bắc Minh, lời vừa rồi, cậu, Hạ Nhược Tuyết nóng bừng mặt, lắp bắp. Tôn Thiến ở cạnh lại bổ thêm một đao, những lời vừa rồi đều là lời thật lòng. Tôn Thiến, Hạ Nhược Tuyết sốt ruột đến mức ho khan. Được rồi, đều là giả, cậu đừng để trong lòng, Tôn Thiến vội nói. Ai ya, không phải, Hạ Nhược Tuyết hơi luống cuống. Nhược Tuyết, rốt cuộc là thật hay giả, Tôn Thiến bất đắc dĩ, trong mắt đầy vẻ vô tội. Diệp Bắc Minh cũng rất bất lực, lúc hai cô gái lời qua tiếng lại, xe cứu thương đã đến. Thập sư tỷ, em đưa bọn họ về nhà trước, Diệp Bắc Minh nói. Được, khi nào em thu xếp xong thì hãy liên lạc với chị, Vương Như Yên gật đầu. Diệp Bắc Minh lên xe cứu hộ rời đi, Vương Như Yên cũng nhanh chóng rời khỏi chợ đêm. Một chiếc Ferrari màu đỏ dừng ở bên đường ngoài chợ đêm, một nữ tài xế bước xuống, nói chủ nhân, tôi đến đón người. Vương Như Yên không nói lời nào, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, gọi điện thoại. Tút tút tút, cửu sư tỷ, chơi vui không, Vương Như Yên hỏi. Cùng lúc đó, ở khu trò chơi điện tử nào đó ở Trung Hải, một cô gái ăn mặc thời thượng đang điều khiển một máy chơi game. Thập sư muội, chị đang chơi game, có chuyện gì không, cô gái hỏi. Vương Như Yên lạnh lùng nói, có người treo thưởng 1 tỷ để giết Bắc Minh. 15 phút trước, bọ cạp sát thủ hàng đầu của Long Quốc đã ra tay. Bọ cạp đã chết, tên sát thủ còn lại em đoán là rắn đuôi chuông, bọn họ rất thích hợp tác, như hình với bóng. Cái gì, có người treo thưởng 1 tỷ để giết Bắc Minh, cửu sư tỷ giận dữ không có chỗ phát tiết, ngay cả game cũng dừng chơi, ai mà to gan vậy, dám giết sư đệ của bà đây. Tổ chức thiên sát, có người đăng nhiệm vụ treo thưởng 1 tỷ trên diễn đàn của bọn họ. Vương Như Yên nói, má, bọn họ chán sống rồi phải không? Em đợi đấy, sau này tổ chức thiên sát có thể mở một diễn đàn, xem như kỹ thuật của bà đây không đạt, cửu sư tỷ nóng này. Cho chị 1 tiếng, bắt đầu từ ngày mai, trong máy chủ toàn thế giới có một diễn đàn nào của tổ chức thiên sát xem như chị thua, cửu sư tỷ không chơi game nữa, nhanh chóng rời khỏi khu trò chơi điện tử. 30 phút sau, trên một đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương, trong phòng điều khiển máy chủ chính của tổ chức thiên sát. Hôm nay lại có 30 người hoàn thành nhiệm vụ, trao thưởng hơn 10 tỷ. Hơn 100 người làm nhiệm vụ thất bại. 7 tông sư bị giết. Hả, tin mới nhất, bọ cạp sát thủ át chủ bài của Long Quốc chết rồi, một người đeo mặt nạ thằng hề, giọng nói trầm thấp, nhìn tin tức trên máy tính, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọ cạp chết rồi. Tin tức rắn đuôi chuông đem về không thể nào là giả. Bọ cạp là sát thủ át chủ bài, đã hoàn thành tổng cộng 300 vụ ám sát, giết chết hơn 10 tông sư, sao anh ta lại chết? Trong phòng điều khiển của tổ chức thiên sát, mọi người đều chấn động. Bỗng nhiên, tất cả màn hình máy tính trong phòng điều khiển vang lên tiếng giò điện. Sau đó, trên màn hình hiển thị của máy tính xuất hiện một ký hiệu hình trái tim trong bài tây. Toàn bộ hệ thống Internet của tổ chức thiên sát đều tê liệt. Tất cả diễn đàn của tổ chức thiên sát trên toàn thế giới sụp đổ trong nháy mắt, tất cả đồng thời xuất hiện một ký hiệu hình trái tim. Là, hacker số 1 thế giới, nữ hoàng đỏ. Người của tổ chức thiên sát ngạc nhiên, chuyện gì vậy, trong tổ chức thiên sát chúng ta ai đã đụng chạm đến nữ hoàng đỏ? Đó là người phụ nữ đáng sợ ngay cả hệ thống ngân hàng quốc gia của Lang Quốc cũng dám hack. Cơ quan tình báo trung ương còn không dám làm gì cô ta. Khi cửu sư tỷ giải quyết xong diễn đàn trên mạng của tổ chức thiên sát, Diệp Bắc Minh đưa Hạ Nhược Tuyết về chỗ ở. Ở một tiểu khu cũ kỹ, không phải trung tâm thành phố. Bắc Minh,
Cậu đừng để ý, chúng tớ vừa mới tốt nghiệp, không có tiền, nhà không lớn, Hạ Nhược Tuyết mỉm cười. Vì cô ấy vừa bị thương nên cơ thể vẫn còn hơi yếu. Diệp Bắc Minh đi vào cửa nhìn qua, phát hiện là một phòng khách nhỏ. Hai căn phòng, một phòng bếp, một nhà vệ sinh. Mặc dù nhỏ nhưng đầy đủ thiết bị. Trong nhà rất ấm áp, quét dọn rất tươm tất. Tớ đưa cậu về phòng trước, Diệp Bắc Minh nói. Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, để cho Diệp Bắc Minh dìu đi, đẩy cửa phòng cô ấy ra. Cả căn phòng không thiếu thứ gì. Trong phòng rất ngăn nắp, còn có mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt. Một chiếc giường nhỏ, đệm giường màu hồng, ngoài ra còn có một con búp bê trên giường. Nhưng thứ trên giường khiến Diệp Bắc Minh sững sờ. Một bộ nội y dây ren tùy tiện quăng trên giường. Hình như là Hạ Nhược Tuyết vừa mới thay ra. Á! Hạ Nhược Tuyết hốt hoảng kêu lên. Cô ấy quên mất lúc ra ngoài mới tắm rửa, thay quần áo. Vốn nghĩ đi dạo phố xong về sẽ tắm lại. Không ngờ lại đưa Diệp Bắc Minh cùng về phòng, chúng lập tức bại lộ trước mặt Diệp Bắc Minh. Cậu đừng nhìn. Hạ Nhược Tuyết chạy nhanh tới, giấu nội y xuống dưới gối. Diệp Bắc Minh lúng túng sờ mũi, tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu còn nói, khụ khụ. Hạ Nhược Tuyết vì kích động nên lại ho dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Diệp Bắc Minh tiến lên, bắt cổ tay cô ấy, đưa một luồng chân khí đi vào cơ thể cô ấy. Cuối cùng Hạ Nhược Tuyết cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu nghỉ ngơi đi, Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu rồi định rời đi. Hạ Nhược Tuyết vô thức nắm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, trong mắt chứa đầy vẻ khẩn cầu, đừng đi được không? Hả? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Hạ Nhược Tuyết tự biết mình thất thố, vội cúi đầu, tớ sợ, người hôm nay, làm tớ sợ, tối tớ không ngủ được. Hay là cậu ở lại đây với tớ một đêm? Tớ đảm bảo không làm gì cả. Hạ Nhược Tuyết vô thức đưa ba ngón tay ra thề. Ngay sau đó lại phát giác ra mình lỡ lời. Trời ạ, Hạ Nhược Tuyết ơi là Hạ Nhược Tuyết, mày là con gái, gì mà không làm gì cả. Mày còn làm gì được chứ? Trái tim nhỏ bé của Hạ Nhược Tuyết nhất thời rối loạn. Diệp Bắc Minh cười mỉm chi, được thôi, tớ ra ngoài ngủ ghế sofa. Nói xong, Diệp Bắc Minh định đẩy cửa ra ngoài, Hạ Nhược Tuyết lên tiếng, đừng, cậu ngủ ở ngoài. Tớ cũng sợ, ở lại trong phòng đi. Nhưng phòng này cũng không có giường nào khác, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Hạ Nhược Tuyết buột miệng, không sao, giường của tớ to lắm. Gương mặt cô ấy lập tức nóng bừng, nhanh chóng giơ búp bê lên, tớ không có ý đó, tớ đặt con búp bê này ở giữa. Cậu đừng vượt giới hạn, tớ ngủ bên trong, cậu ngủ bên ngoài, được không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, sau đó đồng ý. Hai người nhắm mắt lại ngủ, Hạ Nhược Tuyết quay lưng về phía anh, tim đập thình thịch điên cuồng. Trời à, Bắc Minh ngủ chung giường với mình. Hạ Nhược Tuyết ơi là Hạ Nhược Tuyết, mình đang nằm mơ sao? Mình không phải đang nằm mơ chứ? Cô ấy hưng phấn, hoàn toàn không ngủ được. Mặc dù Diệp Bắc Minh nhắm mắt, nhưng với thực lực của anh, sao có thể không biết trạng thái của Hạ Nhược Tuyết? Thậm chí, ngay cả tiếng tim đập của Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh cũng có thể nghe được rõ mồn một. Bắc Minh, hơn một tiếng sau, Hạ Nhược Tuyết vẫn không ngủ, nhỏ giọng gọi. Diệp Bắc Minh không đáp. Ngủ rồi hả, hừ, vậy mà cậu cũng ngủ được, Hạ Nhược Tuyết khẽ hừ, có chút tức giận nói, đúng là một tên ngốc, tớ đã chủ động thế rồi. Cậu nói chuyện với tớ đi. Hạ Nhược Tuyết nói xong bèn sát lại gần Diệp Bắc Minh. Cô ấy bỏ con gấu bông ra chỗ khác. Sau đó, áp ngực vào lưng Diệp Bắc Minh, dùng một tư thế cực kỳ mập mờ ôm lấy anh. Diệp Bắc Minh cảm giác được sự mềm mại của con gái ở sau lưng, suýt nữa run lên. May mà vận chuyển nội lực, bình tĩnh lại. Nhược Tuyết, cậu đây là muốn tớ phạm tội hả? 5 năm qua, cậu đã trải qua những gì? Tuy rằng cậu chẳng nói gì hết, cười lên cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng tớ biết, 5 năm qua, cậu chắc chắn rất khó chịu, Hạ Nhược Tuyết dịu dàng nói. Nếu đã trở về thì tớ chắc chắn sẽ không cho cậu đi nữa. Hạ Nhược Tuyết ôm chặt hơn nữa. Chẳng biết bao lâu sau, Hạ Nhược Tuyết nặng nề chìm vào giấc ngủ, khóe miệng cong lên một nụ cười. Giờ phút này, là lúc mà cô ấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bỗng dưng, Diệp Bắc Minh nhướng mày, cảm nhận được một luồng sát khí ập tới. Bên dưới khu chung cư có vài bóng đen xuất hiện. Tốc độ của họ cực nhanh,
y như một con thằn lằn bò trên vách tường leo lên cửa sổ ở tầng 7. Chính là nơi này, bọn họ đang ngủ. Cẩn thận, cả tông sư mà tên nhóc kia cũng giết được thì thực lực chắc chắn cực kỳ khủng bố. Ha ha, có khủng bố nữa thì sao? Có hương mê hồn của chúng ta thì đại tông sư tới cũng phải ôm hận. Mấy bóng người cười lạnh một tiếng, cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Một luồng khói trắng bay vào phòng. 3 phút sau. Cũng được rồi. Đi vào giết cậu ta là hoàn thành nhiệm vụ, vài bóng đen nhỏ giọng nói. Khi họ quay đầu nhìn vào trong cửa sổ thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, đù má, người đâu? Biến mất rồi. Vài người đều hoảng sợ, trên giường chỉ còn lại một mình Hạ Nhược Tuyết, không còn thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu nữa. Một người sống sờ sờ như vậy. Dưới sự giám sát của mấy người mà lại không thấy đâu. Biến mất một cách quỷ dị. Sắc mặt của mấy người lập tức trở nên trắng bệch. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt họ, lộ ra những gương mặt đầy hoảng sợ. Mẹ nó, có phải là chúng ta hoa mắt rồi không? Có người nói. Không thể nào, lúc chúng ta đến rõ ràng thấy cậu ta còn ở trên giường, sao lại bỗng dưng biến mất? Một bóng người khác nói. Hay là đi vệ sinh rồi, hương mê hồn phải 3 phút mới có hiệu quả, một bóng đen khác đoán. Một bóng đen khác vội gật đầu, đúng đúng đúng, có lẽ hương mê hồn vừa đốt thì cậu ta vừa hay ngồi dậy đi vệ sinh. Lúc này, một tiếng thở dài chợt truyền đến. Các người ngu như vậy, ai cử các người đến giết tôi thế? Chỉ số thông minh của tên kia chắc cũng chẳng cao là bao đúng không? Vậy mà lại cử 5 võ giả cấp thiên tới giết tôi? Trong giọng nói có chút bất lực, còn khe khẽ thở dài. Cậu! Mấy bóng đen ngẩng đầu nhìn sang rồi đồng loạt sợ tới mức con người co rút lại. Họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời cũng khó quên. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh vươn một bàn tay cắm vào mặt tường bên ngoài khu chung cư, cánh ta và cơ thể tạo thành một góc 90 độ, treo người bên ngoài chung cư. Hít! Mấy người hít ngược một hơi. Ra tay! Một bóng đen hô lên. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình, Diệp Bắc Minh cười lạnh. Anh thả tay ra, cả người như không có trọng lực, vượt nóc băng tường xông đến. Đến rồi. Cẩn thận. Hai tên áo đen hoảng sợ hô lên. Diệp Bắc Minh cũng đã xông tới trước mặt họ, thò tay đấm ra một quyền. Bốp, bốp. Hai tiếng trầm đục rơi lên ngực hai người. Rắc, rắc hai tiếng xương sườn bị gãy vang lên. Hai bóng đen kia hét thảm, rơi khỏi tầng 7. Trực tiếp chết tươi. Mau dùng đan bạo cốt, một người áo đen hoảng sợ y như gặp. Hai người khác vội vàng nuốt một viên đan dược đen như mực xuống. Bọn họ đến 5 võ giả cấp thiên, thoáng chốc đã chết mất hai người. Bây giờ, không thể không liều mạng. Khi họ vừa nuốt đan bạo cốt xuống, khí thế trên người lập tức tăng lên. Dường như có một sức mạnh trào ra từ trong cơ thể họ. Cơ thể cả ba cũng vang lên từng tiếng rắc rắc y như xương cốt đang xê dịch vị trí, bên ngoài cũng phủ một lớp xương máu. Khí thế ba người thế mà thoáng chốc đã đột phá lên tông sư sơ cấp. Diệp Bắc Minh lạnh lùng liếc họ, nhàn nhạt nói, đan bạo cốt, đốt cháy khí huyết, thoáng chốc tăng lên tu vi. Cái giá ấy à, chắc phải mất 10 năm tuổi thọ. Sao cậu biết, con người ba võ giả cấp thiên co rút lại, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Tôi chẳng những biết. Còn biết cách luyện chế nó. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập vẻ chế giễu, huyết sâm 30 năm, cây lá dứa 50 năm, bột vàng đá, lưu huỳnh. Cái gì, cậu? Ba võ giả cấp thiên suýt nữa bị hù chết. Vừa kinh ngạc lại khâm phục. Đan bạo cốt là con át chủ bài của họ, lợi dụng thứ đó, họ có thể vượt cấp giết tông sư võ đạo. Mấy năm nay, đã dùng 3-4 lần. Chỉ là lần này, lại bị Diệp Bắc Minh liếc một cái đã nhận ra. Còn nói thẳng ra nguyên liệu luyện chế. Ba người biến sắc, không ngừng đánh giá Diệp Bắc Minh với vẻ kinh ngạc và bất ngờ, rốt cuộc thì cậu là ai? Rốt cuộc thì cậu là ai? Ngay cả tiếng tim đập của Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh cũng có thể nghe được rõ mồn một. Bắc Minh, hơn một tiếng sau, Hạ Nhược Tuyết vẫn không ngủ, nhỏ giọng gọi. Diệp Bắc Minh không đáp. Ngủ rồi hả? Hừ, vậy mà cậu cũng ngủ được, Hạ Nhược Tuyết khẽ hừ. Có chút tức giận nói, đúng là một tên ngốc, tớ đã chủ động thế rồi. Cậu nói chuyện với tớ đi. Hạ Nhược Tuyết nói xong bèn sát lại gần Diệp Bắc Minh. Cô ấy bỏ con gấu bông ra chỗ khác. Sau đó, áp ngực vào lưng Diệp Bắc Minh,
dùng một tư thế cực kỳ mập mờ ôm lấy anh. Diệp Bắc Minh cảm giác được sự mềm mại của con gái ở sau lưng, suýt nữa run lên. May mà vận chuyển nội lực, bình tĩnh lại. Nhược Tuyết, cậu đây là muốn tớ phạm tội hả? 5 năm qua, cậu đã trải qua những gì? Tuy rằng cậu chẳng nói gì hết, cười lên cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng tớ biết, 5 năm qua, cậu chắc chắn rất khó chịu, Hạ Nhược Tuyết dịu dàng nói. Nếu đã trở về thì tớ chắc chắn sẽ không cho cậu đi nữa. Hạ Nhược Tuyết ôm chặt hơn nữa. Chẳng biết bao lâu sau, Hạ Nhược Tuyết nặng nề chìm vào giấc ngủ, khóe miệng cong lên một nụ cười. Giờ phút này, là lúc mà cô ấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bỗng dưng, Diệp Bắc Minh nhướng mày, cảm nhận được một luồng sát khí ập tới. Bên dưới khu chung cư có vài bóng đen xuất hiện. Tốc độ của họ cực nhanh, y như một con thằn lằn bò trên vách tường leo lên cửa sổ ở tầng 7. Chính là nơi này, bọn họ đang ngủ. Cẩn thận, cả tông sư mà tên nhóc kia cũng giết được thì thực lực chắc chắn cực kỳ khủng bố. Ha ha, có khủng bố nữa thì sao? Có hương mê hồn của chúng ta thì đại tông sư tới cũng phải ôm hận. Mấy bóng người cười lạnh một tiếng, cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Một luồng khói trắng bay vào phòng. 3 phút sau. Cũng được rồi. Đi vào giết cậu ta là hoàn thành nhiệm vụ, vài bóng đen nhỏ giọng nói. Khi họ quay đầu nhìn vào trong cửa sổ thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, đù má, người đâu? Biến mất rồi. Vài người đều hoảng sợ, trên giường chỉ còn lại một mình Hạ Nhược Tuyết, không còn thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu nữa. Một người sống sờ sờ như vậy. Dưới sự giám sát của mấy người mà lại không thấy đâu. Biến mất một cách quỷ dị. Sắc mặt của mấy người lập tức trở nên trắng bệch. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt họ, lộ ra những gương mặt đầy hoảng sợ. Mẹ nó, có phải là chúng ta hoa mắt rồi không, có người nói. Không thể nào, lúc chúng ta đến rõ ràng thấy cậu ta còn ở trên giường, sao lại bỗng dưng biến mất, một bóng người khác nói. Hay là đi vệ sinh rồi, hương mê hồn phải 3 phút mới có hiệu quả, một bóng đen khác đoán. Một bóng đen khác vội gật đầu, đúng đúng đúng, có lẽ hương mê hồn vừa đốt thì cậu ta vừa hay ngồi dậy đi vệ sinh. Lúc này, một tiếng thở dài chợt truyền đến. Các người ngu như vậy, ai cử các người đến giết tôi thế? Chỉ số thông minh của tên kia chắc cũng chẳng cao là bao đúng không? Vậy mà lại cử 5 võ giả cấp thiên tới giết tôi? Trong giọng nói có chút bất lực, còn khe khẽ thở dài. Cậu! Mấy bóng đen ngẩng đầu nhìn sang rồi đồng loạt sợ tới mức con người co rút lại. Họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời cũng khó quên. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh vươn một bàn tay cắm vào mặt tường bên ngoài khu chung cư, cánh ta và cơ thể tạo thành một góc 90 độ, treo người bên ngoài chung cư. Hít! Mấy người hít ngược một hơi. Ra tay! Một bóng đen hô lên. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình, Diệp Bắc Minh cười lạnh. Anh thả tay ra, cả người như không có trọng lực, vượt nóc băng tường xông đến. Đến rồi. Cẩn thận. Hai tên áo đen hoảng sợ hô lên. Diệp Bắc Minh cũng đã xông tới trước mặt họ, thò tay đấm ra một quyền. Bốp, bốp. Hai tiếng trầm đục rơi lên ngực hai người. Rắc, rắc hai tiếng xương sườn bị gãy vang lên. Hai bóng đen kia hét thảm, rơi khỏi tầng 7. Trực tiếp chết tươi. Mau dùng đan bạo cốt, một người áo đen hoảng sợ y như gặp. Hai người khác vội vàng nuốt một viên đan dược đen như mực xuống. Bọn họ đến 5 võ giả cấp thiên, thoáng chốc đã chết mất hai người. Bây giờ, không thể không liều mạng. Khi họ vừa nuốt đan bạo cốt xuống, khí thế trên người lập tức tăng lên. Dường như có một sức mạnh trào ra từ trong cơ thể họ. Cơ thể cả ba cũng vang lên từng tiếng rắc rắc y như xương cốt đang xê dịch vị trí, bên ngoài cũng phủ một lớp xương máu. Khí thế ba người thế mà thoáng chốc đã đột phá lên tông sư sơ cấp. Diệp Bắc Minh lạnh lùng liếc họ, nhàn nhạt nói, đan bạo cốt, đốt cháy khí huyết, thoáng chốc tăng lên tu vi. Cái giá ấy à, chắc phải mất 10 năm tuổi thọ. Sao cậu biết, con người ba võ giả cấp thiên co rút lại, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Tôi chẳng những biết. Còn biết cách luyện chế nó. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập vẻ chế giễu, huyết sâm 30 năm, cây lá dứa 50 năm, bột vàng đá, lưu huỳnh. Cái gì, cậu? Ba võ giả cấp thiên suýt nữa bị hù chết. Vừa kinh ngạc lại khâm phục. Đan bạo cốt là con át chủ bài của họ, lợi dụng thứ đó,
họ có thể vượt cấp giết tông sư võ đạo. Mấy năm nay, đã dùng 3-4 lần. Chỉ là lần này, lại bị Diệp Bắc Minh liếc một cái đã nhận ra. Còn nói thẳng ra nguyên liệu luyện chế. Ba người biến sắc, không ngừng đánh giá Diệp Bắc Minh với vẻ kinh ngạc và bất ngờ, rốt cuộc thì cậu là ai? Người phụ nữ xa sầm mặt, tốc độ vô cùng nhanh, liên tục bắn ra 10 mũi tên. Tất cả mảnh ngói đều bị cô ta bắn vỡ một cách chính xác. Cô ta còn dừng lại, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ khiêu khích, thực lực của anh cũng chỉ có thế mà thôi. Vậy ư? Diệp Bắc Minh lại nâng tay ném ra 10 mảnh ngói, người phụ nữ liên tục bắn 9 mũi tên. Lúc cô ta định bắn mũi tên thứ 10, thì sờ thấy ống tên sau lưng. Trống không? Nguy rồi. Khuôn mặt dưới khăn che biến sắc. Bốp! Không đợi người phụ nữ kịp phản ứng, mảnh ngói đã bay lên, đập trúng bả vai cô ta. Đòn tấn công này của Diệp Bắc Minh chứa đựng 10 phần sức mạnh. Người phụ nữ bị đau vai, cả người không còn sức lực. Cô ta như bị ô tô tông trúng, bay ngược ra xa, sắp rơi xuống từ tầng 20. Ngư ấu vi này sẽ phải bỏ mạng như thế sao? Trong mắt cô ta tràn đầy sự tuyệt vọng. Lúc này, trước mắt cô ta xuất hiện một khuôn mặt, chính là Diệp Bắc Minh. Ngư ấu vi vẫn rơi xuống, Diệp Bắc Minh cũng rơi xuống cùng cô ta. Con người của ngư ấu vi co lại. Đây là tầng 20 đấy. Anh ta điên rồi sao? Vào khoảnh khắc trong đầu cô ta xuất hiện suy nghĩ này, Diệp Bắc Minh chậm rãi cất lời, tôi có thể cứu cô, nhưng cô phải nói hết mọi chuyện cho tôi. Nếu không, cô sẽ ngã lầu chết. Tôi đồng ý với anh. Ngư ấu vi lập tức hoảng hốt. Vào khoảnh khắc đối diện với sống chết, không một ai có thể giữ nổi bình tĩnh cả. Cô ta còn trẻ, vẫn chưa muốn chết. Vào lúc ngư ấu vi đồng ý, Diệp Bắc Minh lập tức giơ hai tay, một tay ôm lấy eo cô ta, tay còn lại thì đặt lên mông. Cảm giác rắn chắc của bàn tay Diệp Bắc Minh khiến ngư ấu vi không nhịn được khẽ kêu lên. Hai chân Diệp Bắc Minh đập mạnh xuống đất. Từ mắt cá chân trở xuống lún sâu vào trong mặt đất. Người ngư ấu vi cũng rung mạnh một cái. Cô ta vô thức giơ tay ôm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Có thể buông ra rồi chứ, giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên. Ngư ấu vi giật mình, vội vàng đẩy Diệp Bắc Minh ra, nhảy xuống từ trên người anh, nhìn người đàn ông mà cô ta muốn ám sát này. Nhớ kỹ lời cô nói khi nãy, tốt nhất cô nên trả lời tôi một cách thành thật, nếu không, tôi sẽ khiến cô đau đớn hơn cả việc ngã chết đấy, Diệp Bắc Minh cảnh cáo. Ngư ấu vi nhìn chàng trai trẻ xấp xỉ tuổi cô ta trước mặt. Không ngờ anh lại có thực lực đáng sợ đến thế. Hơn nữa, giọng nói của Diệp Bắc Minh còn giống như thần chết. Ngư ấu vi biết, người đàn ông này không phải đang đùa, anh thật sự có thể làm được. Nếu mảnh ngói khi nãy lệch đi một chút, đánh vào tim, đầu, cổ họng cô ta đều sẽ chết chắc. Bả vai đau đớn khiến cô ta nhận thức rõ tình cảnh hiện tại. Cô ta gật đầu im lặng. Tháo khăn che mặt xuống, Diệp Bắc Minh ra lệnh. Ngư ấu vi hơi chần chừ, nhưng vẫn giơ tay tháo khăn che mặt xuống. Một khuôn mặt trong sáng, không trang điểm xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Đặc biệt là đôi mắt trong veo kia. Khiến người khác không thể ngờ ra một cô gái như thế lại là sát thủ. Cô tên gì? Ngư ấu vi. Cô là người của ai? Cung thủ át chủ bài của Long Tổ, ngư ấu vi trả lời một cách dứt khoát. Nghe thấy thế, Diệp Bắc Minh thoáng sửng sốt, nhướng mày hỏi, Long Tổ. Bộ đội đặc chủng của chính phủ Long Quốc. Đúng thế. Ngư ấu vi gật đầu, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh, anh tiêu diệt nhà họ Triệu với thủ đoạn tàn nhẫn, còn tiến vào phủ vua Giang Nam, cấp trên đã biết chuyện này, cho rằng anh là nhân vật nguy hiểm sẽ làm hại đến xã hội, có người ra lệnh truy bắt anh về quy án, không quan tâm sống chết. Diệp Bắc Minh ngây người. Anh đã biết trước việc tiêu diệt nhà họ Triệu, trả thù cho ba mẹ sẽ thu hút sự chú ý của chính phủ. Lúc đầu anh có suy tính là, sau khi tiêu diệt nhà họ Triệu, trả thù cho ba mẹ xong, anh sẽ lập tức trở về núi Côn Luân tu luyện, không ra ngoài nữa. Nhưng không ngờ thảm án của nhà họ Diệp năm đó lại liên quan đến nhiều người như thế. Chẳng những có liên quan đến vua Giang Nam mà có lẽ còn liên quan với cả chiến thần Lăng Phong. Bây giờ lại ảnh hưởng đến người của Long Tổ. Quan chức cấp cao của Long Quốc cũng phải người muốn giết anh. Đợi đã, không đúng lắm, Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhạy bén phát hiện điều không hợp lý, cô nói cô là người của Long Tổ, vậy năm người khi nãy là ai?
Nếu cô là người của chính phủ, vì sao lại việc đồng đội của mình? Chẳng lẽ không phải là giết người diệt khẩu sao? Ngư Ấu Vi lắc đầu, lạnh lùng nói, năm người đó là sát thủ của tổ chức thiên sát, không liên quan đến Long Tổ. Hơn nữa bọn họ là tội phạm bị truy nã, tôi chỉ tiện tay giết bọn họ mà thôi. Tôi cũng không ngờ anh lại mạnh đến thế, tôi định trở về gọi quân chi viện. Cuối cùng lại bị anh đuổi kịp. Diệp Bắc Minh rất không hài lòng với lời giải thích này của Ngư Ấu Vi, tôi không tin. Anh nhìn đây. Ngư Ấu Vi im lặng một lát thì lấy một giấy chứng nhận từ trong túi ra. Diệp Bắc Minh mở ra xem, thật sự là giấy chứng nhận thân phận của binh vương Long Tổ. Bên trên có số hiệu, còn có con dấu của quan chức cấp cao Long Quốc. Họ tên, Ngư Ấu Vi. Tuổi tác, 22 tuổi. Chiều cao, 165cm. Cân nặng, 48kg. Cấp bậc, thiếu tá. Số hiệu, Long A8782. Diệp Bắc Minh kiểm tra tỉ mỉ, cũng không giống hàng giả. Ngư Ấu Vi thật sự là người của Long Tổ. Thế thì phiền phức rồi đây. Anh còn tưởng với tốc độ của chính phủ thì phải một khoảng thời gian nữa, bọn họ mới tỏ thái độ. Trước khi chính phủ tỏ thái độ, anh sẽ tự tay giết chết tất cả kẻ thù giết gia đình mình. Nhưng không ngờ cả Long Tổ cũng tham gia vào. Long Tổ, đây là một bộ phận đặc biệt chuyên xử lý võ giả. Nếu võ giả giết người, chắc chắn binh sĩ bình thường không thể làm gì, võ giả trên tông sư, ngay cả đạn cũng không sợ. Cho nên mới cần Long Tổ ra mặt. Những võ giả đe dọa đến sự an toàn của người bình thường sẽ bị Long Tổ thẳng tay tiêu diệt. Ngư Ấu Vi lo rằng Diệp Bắc Minh không biết đến Long Tổ, cho nên mới giải thích một câu. Đồng thời cũng hy vọng Diệp Bắc Minh sẽ e dè hơn. Cô ta là người của Long Tổ. Kẻ xấu là Diệp Bắc Minh không dám làm hại đến cô ta. Ha ha, có nghĩa là ba người nhà họ Diệp tôi bị người của vua Giang Nam giết chết là vì đáng đời. Còn tôi trở lại trả thù là đe dọa đến người bình thường đúng không? Trong mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy sự giận dữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.